Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 44. Bố ơi! Thuyền trưởng! Trần Huân Nhi và các thành viên khác trên thuyền đều xông lên. Thanh niên kia tát thêm vài cái nữa. Bốp, 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 bốp. Hơn 10 thuyền viên đều văng ra ngoài, không ngừng hộc máu. Mặt Trần Đại Dũng đầy vẻ tuyệt vọng, Ngũ Thiếu, cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho chúng tôi? Ngũ Phi nhìn Trần Huân Nhi một cái, chú Trần, chú nghĩ thông suốt sớm hơn có phải tốt rồi không, thế thì cánh tay này đã được giữ lại rồi. Con trai chú cũng từng là bạn bè với tôi, tuy là bây giờ cậu ta đã chết. Nhưng tôi cũng sẽ không tệ bạc với nhà chú mà. Mấy năm trôi qua, Huân Nhi cũng đã đủ tuổi để gả cho người rồi, chỉ bằng theo tôi. Con người Trần Đại Dũng đỏ bừng, rít gào, mày mơ tưởng, cút. Mặt Ngũ Phi tối đen, bố mày gọi mày một tiếng chú Trần nên mày lên mặt với tao phải không? Dám mắng tao, bố mày mà không bắt mày trả một cái giá đắt thì tao không còn tên Ngũ Phi nữa. Con người trở nên tối tăm, trong tay gã ta xuất hiện một thanh bảo đao được khảm bảo thạch. Trực tiếp chém về phía đùi Trần Đại Dũng. Dừng tay, kiếm ý lạnh như băng bùng lên từ trên người Chu Nhược Giai. Tập trung chém về Ngũ Phi trong nháy mắt. Đồng tử Ngũ Phi co rụt lại. Bấy giờ, gã ta như rơi vào địa ngục cửu u. Thanh đao trong tay cũng chậm đi nửa phần. Keng, một tiếng giòn tan, bảo đao bị Chu Nhược Giai chém gãy. Tôn Thiến nhanh chóng đỡ cha con hai người dậy, trốn sau lưng Chu Nhược Giai. Chú Trần, chú mau nuốt viên đan dược này vào đi. Tôn Thiến lấy ra mấy viên đan dược. Mắt Ngũ Phi lập tức đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay Tôn Thiến, lục đạo đan văn. Đan dược thánh phẩm. Các cô có cả đan dược thánh phẩm ư? Gần đây Cự Kình Bang bị mất một lượng đan dược thánh phẩm, bang chủ còn đang lùng bắt kẻ trộm. Thì ra chính các người đã trộm đan dược của Cự Kình Bang. Người đâu, bắt. Hai mắt Ngũ Phi đỏ bừng, gã ta đã để ý tới Chu Nhược Giai và Tôn Thiến từ lâu rồi. Hai cô gái da trắng nõn nà, dáng vóc hấp dẫn mê người. So với con gái trên biển thiên đảo đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ là lúc nãy gã ta không có lý do để ra tay mà thôi. Bây giờ, lý do đã có rồi đó. Rõ. Người Cự Kình Bang nhanh chóng vây tới. Trường kiếm trong tay Chu Nhược Giai sáng lên rực rỡ, chiến đấu với đám Cự Kình Bang. Ngũ Phi cũng nhào tới, từng bước đến trước mặt Trần Huân Nhi. Giơ tay nắm bả vai cô ấy, em gái Huân Nhi, mau theo anh đi thôi nào. Bố! Trần Huân Nhi sợ đến mức hét to. Tôn Thiến đang mang thai, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường đao, một chém chặt đứt bàn tay thối tha của Ngũ Phi. Phụt! Ngũ Phi nằm mơ cũng không ngờ được rằng một người đang mang thai lại có sức chiến đấu đến như thế. Màu máu chợt hiện lên. Một cánh tay rơi xuống đất. A, à, tay của tao! Vẻ mặt Ngũ Phi đầy dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết nghe xé ruột xé gan, bố mày sống từng này tuổi đầu. Cả bố tao cũng chưa bao giờ đánh tao. Mày lại dám chém mất một bàn tay của tao. Con mẹ nó mày chết đi cho bố mày. Lời nói vừa dứt, đã giơ chân đá thẳng về phía bụng Tôn Thiến. Tôn Thiến. Chu Nhược Giai tái mặt, muốn quay lại cứu người. Lại bị đám Cự Kình Bang quấn lấy. Bấy giờ, vẻ mặt Ngũ Phi đầy dữ tợn, trong đầu đã ảo tưởng đến cảnh bụng Tôn Thiến bị đá nát bấy. Vào thời điểm nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc này. Ầm ầm, trong bụng Tôn Thiến bùng lên một hơi thở vô cùng khủng bố. Ngăn cản một đá của Ngũ Phi. Đồng thời, đánh trả lại. Rầm, chân Ngũ Phi trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mây máu. Lập tức bị thứ năng lực khủng bố trong bụng Tôn Thiến đánh bay ra ngoài, như con chó chết nằm dưới đất, không ngừng hộc máu. Gọi người, mau, gọi người tới. Rõ, người Cự Kình Bang thả ra một lệnh tiễn. Một tia pháo hoa nở rộ. Diệp Bắc Minh đã để lại Lôi Bạo Châu và một lượng đan dược rất lớn. Rồi cùng Tôn Kiếm Khung rời khỏi Thanh Huyền Tông. Trên đường đi, Tôn Kiếm Khung giải thích, cậu Diệp, biển thiên đảo cách chúng ta rất xa, hơn nữa còn có một vùng biển là nơi sinh tồn của một lượng lớn ma thú. Người bình thường căn bản không thể trực tiếp vượt biển qua đó, chỉ có thể mượn một số cửa truyền tống còn sót lại từ thời thượng cổ. Cửa truyền tống thật sự rất ít ỏi. Cả đại lục chân võ này có không quá 5 cái. Nửa ngày sau, thành Côn Khư. Diệp Bắc Minh sợ hãi than thở, đông người thế này,
chắc là gấp mấy lần khu phía Bắc ấy nhỉ? Số người trong tòa thành này chắc phải hơn cả 100 triệu rồi ấy nhỉ? 100 triệu dân cư, quá là khủng bố. Còn đông dân hơn cả một nước nhỏ ở xã hội hiện đại. Tôn Kiếm Khung cười giải thích, cậu Diệp, nơi này tên là thành Côn Khư, có thể nói là trừ Tinh Thành ra, thì đây là thành phố lớn nhất đại lục chân võ. Tinh Thành ở biển Thiên Đảo, còn thành Côn Khư nằm trong đất liền. Thành Côn Khư, con người Diệp Bắc Minh khẽ đảo. Cái tên đó, chẳng lẽ còn ý nghĩa đặc biệt gì khác? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh tái mặt, tim cũng nhanh chóng đập thình thịch đầy kinh hoàng. Máu trong cơ thể anh sôi trào, như thể có sức mạnh nào đó đang bóp lấy trái tim anh. Đây là... Đồng tử Diệp Bắc Minh co rụt lại, tháp nhỏ, tôi cảm nhận được, hơi thở của con mình. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh ngạc, sao thế? Nguy hiểm. Hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, trên người bùng lên luồng sát khí đáng sợ, Tôn Thiến với đứa nhỏ gặp nguy hiểm rồi, tiêu rồi, chắc chắn họ đã gặp phải chuyện chẳng lành gì rồi. Tôn Kiếm Khung, mau dẫn đường đi. Tôn Kiếm Khung bị sự thay đổi của Diệp Bắc Minh dọa sợ ngây người, cậu Diệp, cậu sao thế? Hơi thở Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, bây giờ tôi muốn đến biển Thiên Đảo ngay lập tức, mau dẫn tôi đến cửa truyền tống đi. Tôn Kiếm Khung không dám chậm trễ, được. Hai người đi tới một tòa kiến trúc cổ xưa giữ trung tâm thành Côn Khư. Ở bến tàu, tín hiệu của Cự Kình Bang vừa được truyền đi. Thì mười mấy người đàn ông trung niên đã nhanh chóng chạy tới. Một người trong số đó nhìn thấy Ngũ Phi nằm dưới đất, cánh tay và đùi đã mất thì mắt đỏ bừng lên. Phi Nhi, tiếng gào đau nát tâm can. Nhanh chóng vào tới trước mặt Ngũ Phi, nhét cho gã ta mấy viên đan dược. Vẻ mặt Ngũ Phi đầy đau đớn, oán độc chỉ vào Tôn Thiến, bố, chính ả đàn bà đang mang thai đó làm. Ả phế đi tay và chân của con đường võ đạo của con cũng bị cắt đứt rồi. Bố, hận, con hận. Ngũ Phi vô cùng kích động. Hai mắt Ngũ Thành ưng ánh lên màu máu, Phi Nhi, con yên tâm, để đó cho bố. Dám tổn thương con trai bố, bố nhất định sẽ khiến ả ta cảm nhận được cái gọi là chết cũng chỉ là thứ hy vọng xa vời. Rút kiếm đâm về phía Tôn Thiến. Chu Nhược Giai đánh bay người Cự Kình Bang, vội vàng chạy tới bên cạnh Tôn Thiến. Tôn Thiến, cô không sao chứ? Tôn Thiến cuộn mình nằm dưới đất, mặt mũi trắng bệch, Nhược Giai, hình như tôi sắp sinh rồi. Cái gì, ở đây á? Chu Nhược Giai thầm nghĩ không hay rồi. Giây sau đó, gào, âm thanh rít gào kinh thiên động địa truyền đến. Sau đó, âm thanh trầm thấp của ma thú vang lên. Huyết mạch ma hoàng, sắp xuất thế rồi. Vạn thú hội tụ, cung nghênh ma hoàng trở về. Một vài người qua đường hoảng sợ chỉ về phía mặt biển, mọi người mau nhìn kìa, cái gì thế? Mọi người quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhìn về phía mặt biển. Vừa đập vào mắt, đã khiến tất cả phải ngây người. Họ trông thấy, một ngọn sóng cao hơn 100 mét điên cuồng ập tới. Điều khiến con người ta hoảng sợ hơn cả, đó là bên trong ngọn sóng đó ẩn chứa vô số ma thú. Bầu trời nhanh chóng kéo mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đoàng. Như thời kỳ tận thế đang ập tới. Người của Cự Kình Bang sợ tới mức nghẹn họng tròn mắt nhìn, đứng đó như đinh cắm chặt xuống đất, ai đó nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra đi. Cùng với ngọn sóng ập tới, trên bầu trời cách đó mấy ngàn dặm. Keng keng keng, tiếng chuông của tông môn vang lên. Vô số đệ tử chạy tới quảng trường tông môn. Mấy trăm lão giả từ bốn phương tám hướng bay tới, tiến vào đại điện. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại như thế? Sao lại đột ngột kéo vang chuông thương khung vậy? Sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề. Cả đại điện chìm trong hơi thở tiêu điều. Chuông thương khung. Chỉ khi phải đối mặt với khoảnh khắc sinh tử tồn vong thì mới kêu vang. Gương mặt già nua của Ngụy Trường không đầy nặng nề, tin tức mới nhất nói rằng Cảng Tề Vân xuất hiện một cơn sóng cao hơn 100 mét. Hơn nữa, làn sóng ma thú cực kỳ khủng bố cũng xuất hiện. Cái gì? Ngọn sóng cao 100 mét. Cộng thêm đợt càn quét của ma thú. Hít! Những người đang ngồi đó đều giật mình, người của cung thương khung đều hít một hơi thật sâu. Thú triều trong biển khủng bố hơn ma thú trong đất liền gấp 100 ngàn lần. Võ giả loài người đỉnh cấp cũng không dám đặt chân đến nơi mà ma thú biển tụ tập. Sao lại xuất hiện làn sóng ma thú thế này? Không thể như thế được, Tinh Đảo là hòn đảo lớn nhất ở vùng biển Thiên Đảo, bán kính ngàn vạn dặm.
chưa từng xảy ra một đợt càn quét nào của ma thú. Đại trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là sao? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên mặt Ngụy Trường Không. Nghe mọi người bàn ra tán vào, Ngụy Trường Không khoát tay, tình hình cụ thể thì lão phu cũng không biết, đây là hình ảnh ghi lại ở cảng Tề Vân, mọi người tự xem đi. Trong một khối ngọc thạch, hào quang chợt nở rộ. Ngay sau đó, hình ảnh như định dạng 3D xuất hiện. Nước biển cuộn trào, trong nước là các loại ma thú đang gào thét. Đông đúc rậm rạp, đảo mắt nhìn không thấy điểm cuối. Long đầu xa cấp 12. Kim cân dao cấp 12. Huyền vũ quy cấp 12. Mấy chục ngàn ma thú cấp 12. Ma thú ở các cấp bậc khác cũng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Trời ạ! Da đầu của người trong cung Thương Khung run lên, cả người run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lũ ma thú này điên hết rồi hay sao vậy? Có người nuốt nước miếng một cái. Gương mặt già nua của Ngụy Trường Không trở nên nặng nề, mấy chục ngàn năm qua, con người và ma thú chưa từng xâm nhập vào lãnh địa của đối phương. Chuyện hôm nay đúng là vô cùng quái dị, chúng ta cứ đến đó xem sao đã rồi bàn tiếp. Cùng lúc đó, tinh cung, trong phòng Nhan Như Ngọc. Mặt La Vãn Vãn trắng bệch chạy vào, chị Nhan, không ổn rồi. Nhan Như Ngọc cười cười, sao thế, chuyện gì khiến củ cải nhỏ của chúng ta sốt ruột quá vậy? La Vãn Vãn không thể cười nổi, chị Nhan, cảng Tề Vân xuất hiện làn sóng ma thú. Làn sóng ma thú cực kỳ khủng bố, cùng với ngọn sóng biển cao hơn 100 mét. Có hơn chục ngàn con ma thú cấp 12. Cung chủ và các trưởng lão khác đều đi tới cảng Tề Vân rồi. Cái gì? Nhan Như Ngọc ngây người, nhanh chóng phản ứng lại, đi, đến xem thử. Nhà họ Cổ, trong sảnh lớn. Cổ Tuyền ngồi đó, mấy chục thần y thay nhau kiểm tra một lượt. Sau đó lại tập trung bàn bạc với nhau đâu đó 15 phút đồng hồ. Cuối cùng, một ông lão thay mặt mọi người chắp tay nói, chúc mừng Cổ lão, hỏa độc trong cơ thể cô Cổ Tuyền đã được loại trừ. Ánh mắt Cổ Thông Thiên trở nên nghiêm túc. Cổ Tuyền hết sức kinh ngạc. Bên cạnh, mẹ Cổ Tuyền lại thốt lên, cái gì? Thần y Chu nói thật ư. Thần y Chu nghiêm túc gật đầu, bà Cổ, nếu như một mình lão kiểm tra thì có thể sẽ sai lầm. Nhưng có rất nhiều đồng nghiệp cùng nhau kiểm tra một lượt, sau đó chúng tôi mới đưa ra kết luận. Nên chắc chắn không thể sai được. Ánh mắt ông ta trở nên nặng nề nhìn Cổ Thông Thiên, Cổ lão, cầu xin ông hãy nói cho chúng tôi biết. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại có y thuật nghịch thiên đến thế. Cổ Tuyền Nhi nuốt nước bọt một cái, ông nội, anh ấy không gạt cháu. Cổ Thông Thiên nghiêm túc gật đầu, thằng nhóc này, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Chu thần y như tóm được một cọng cỏ, vội hỏi, thằng nhóc. Ý của cổ lão là, thằng nhóc ư. Đó là, một thanh niên trẻ hả? Cổ Thông Thiên mỉm cười, Chu thần y đừng hỏi sâu quá, cảm ơn mọi người đã kiểm tra cho Tuyền Nhi. Người đâu, dẫn Chu thần y và mọi người đi nhận thưởng đi. Hai, thở dài một tiếng, sau đó Chu thần y mới không cam tâm rời đi. Một người vội vàng xúc động nhào tới, bị sẩy chân ở cửa. Thưa ông, xảy ra chuyện rồi, cảng Tề Vân bùng lên làn sóng có tới mấy chục ngàn con ma thú. Cậu nói cái gì? Cổ Thông Thiên xòe cái đứng dậy, tất cả cao thủ của nhà họ Cổ mau theo lão phu đến cảng Tề Vân. Các thế lực khác nghe kể về thú triều ở cảng Tề Vân cũng cùng nhau kéo tới. Bấy giờ, cả cảng Tề Vân đều bị yêu thú vây quanh. Điều khiến con người ta khiếp sợ là, bức tường sóng cao hơn 100 mét ập đến gần cảng Tề Vân, sau đó bất ngờ dừng lại. Như thác nước chảy xuôi xuống. Một giây sau đó, một cái xúc tu khổng lồ của bạch tuộc vươn ra, chộp tới chỗ Tôn Thiến. Chu Nhược Giai gầm lên, không được làm tổn thương Tôn Thiến. Tay cầm kiếm chém tới, khoảnh khắc va chạm với xúc tua. Thì thần kiếm trực tiếp văng ra xa, một sức mạnh đè nén xuống, Chu Nhược Giai trực tiếp đứng yên ở đó. Nhược Giai. Mặt Tôn Thiến biến sắc, cầm thanh bảo kiếm chắn trước mặt Chu Nhược Giai, nếu chết thì chúng ta cùng chết. Cô ta, quan trọng với cô lắm hả? Đằng sau bức tường nước có một giọng nữ vang lên. Lời đó khiến cả cảng Tề Vận lặng ngắt như tờ. Cả ma thú trên mặt biển cũng thôi rít gào, yên tĩnh lại trong nháy mắt. Bầu không khí cực kỳ quái dị. Tôn Thiến kinh ngạc, xúc tua này còn biết nói nữa hả? Nhưng cô ta vẫn gật đầu.
Nhược Giai là chị em tốt của tôi, sống chết có nhau. Rầm. Bức tường nước chợt di chuyển, chủ động tách ra một khe hở. Bên trong xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ, to hơn 100 mét. Ánh sáng chợt lóe, con bạch tuộc biến mất. Ở đó chỉ còn một cô gái tuyệt sắc với dáng người ma mị, da thịt trắng nõn. Ngươi, ma thú hóa hình thành công. Thành tinh rồi. Một ông lão của cự kình bang dùng mình kinh hoàng. Mọi người ở đó, bao gồm cả mấy cảnh giới thánh chủ của cự kình bang cũng trừng lớn hai mắt, như gặp phải ma quỷ gì vậy. Cả Chu Nhược Giai và Tôn Thiến cũng không dám tin. Bổn tọa có cho ngươi nói chuyện hả? Sắc mặt cô gái xinh đẹp kia không hề có chút cảm xúc nào. Giơ tay lên chỉ một cái. Một ánh sao bắn vào mi tâm của ông lão cự kình bang nọ, lập tức xuyên qua hộp sọ của ông ta. Bang chủ, người cự kình bang sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, không có chút máu nào. Trần Huân Nhi xúc động, bố ơi, bang chủ cự kình bang đã chết rồi. Thù của anh trai đã báo được rồi. Trần Đại Dũng xúc động gật đầu, đúng đúng đúng, cuối cùng cũng chết rồi. Cô gái xinh đẹp kia nhướng mày, sát ý lập tức bùng lên trong cơ thể. Chờ đã. Tôn Thiến đi tới từng bước, ngăn trước mặt hai người kia, họ đều là bạn của tôi. Nể mặt tôi, đừng làm tổn thương đến bọn họ. Được. Cô gái xinh đẹp kia gật đầu, sát ý cũng biến mất, theo tôi đi thôi, huyết mạch ma hoàng ở đây không an toàn. Sóng biển lướt qua, sau đó biến mất. Chu Nhược Giai và Tôn Thiến cũng không còn bóng dáng. Tất cả đều ngây người. Đứng yên ở đó. Khoảng nửa tiếng trôi qua. Cuối cùng Ngũ Phi cũng phản ứng lại, bố, đám ma thú đó đi rồi hả? Nhưng mà thù của con không thể không báo. Tất cả là do Trần Đại Dũng và con gái ông ta, nếu không phải do chúng thì tay chân của con cũng không bị phế bỏ. Ngũ Thành ưng gật đầu, Phi Nhi cứ yên tâm, chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đang định ra tay chém giết Trần Đại Dũng và Trần Huân Nhi. Gào giống. Đột nhiên, tiếng rồng ngâm vang lên. Vẫn còn ma thú ư. Ngũ Thành ưng hoảng hồn. Người cự kình bang cũng không nhịn được quay đầu lại. Nhìn về hướng âm thanh. Không đúng, âm thanh đó đến từ đảo chính ư. Sao lại như thế? Một giây sau đó, chân trời xuất hiện huyết long màu đỏ, bên trong huyết long có một bóng người, như sao băng bay vụt tới. Hung hăng đáp xuống bến tàu. Bấy giờ, trong mắt Diệp Bắc Minh đầy tơ máu, người đâu? Ai có thể trả lời tôi? Người của cự kình băng chợt im lặng, cảm nhận được hơi thở điên cuồng từ người Diệp Bắc Minh. Sau đó, cảnh giới của anh cũng bị họ nhìn thấy. Ngũ Thành ưng thẹn quá hóa giận, cứ tưởng thứ gì ghê gớm lắm, cũng chỉ là thằng danh cảnh giới hợp nhất thôi mà cũng dám gào mồm ở đây hả? Soạt! Diệp Bắc Minh cất bước đi tới trước mặt Ngũ Thành ưng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta, hai cô gái lúc nãy đâu? Ngũ Thành ưng giật mình. Sau đó gầm lên, thằng danh con, mày tưởng mình là ai? Dám nói chuyện với cái thái độ đó, mày! Lời còn chưa dứt, Diệp Bắc Minh đã giơ tay chém một kiếm. Ngũ Thành ưng còn chẳng có cơ hội phản ứng, trực tiếp nổ tung. Ngũ Phi sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bố. Hít! Người cự kình bang không nhịn được hít sâu một hơi. Thằng nhóc này là người thế nào vậy? Một lời không hợp đã giết người. Một ông lão nổi giận nói, này cậu, cậu dám giết chết trưởng lão của cự kình bang chúng tôi ư? Diệp Bắc Minh xoay người. Từng bước đi tới trước mặt trưởng lão kia. Tóm lấy cánh tay ông ta. Xoẹt, một tiếng trực tiếp xé rách. Thêm một đá nổ tung đan điền ông ta. A, à, ông lão đau đớn ngã xuống đất, đại nhân tha mạng, cự kình bang chúng tôi biết sai rồi. Lúc nãy đúng là có hai cô gái ở đây, có một người đang mang thai, một người trông khá xinh đẹp. Lúc nãy có thú triều xuất hiện, bọn họ bị một nữ ma thú đã hóa thành hình người mang đi rồi. Diệp Bắc Minh nhướng mày, bị ma thú hóa thành hình người mang đi. Cùng lúc đó, người của cung thương khung cũng chạy tới hiện trường. Gì thế này, ma thú đâu? Hình như đã rút về rồi, mọi người xem kìa, nơi này thật sự có dấu vết của ma thú. Rốt cuộc là sao thế này? Người cung thương khung ngơ ngác. Bọn họ vô cùng lo lắng chạy tới, thú triều đã rút về hết rồi. Ánh mắt một ông lão áo xanh đầy nặng nề, tìm người hỏi thử là biết. Cự kình bang cũng ở đây mà. Bọn họ chắc chắn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trực tiếp quát người của cự kình bang, mau lên đây đáp lời đi.
Người của Cự Kình Bang giật mình, là người của Cung Thương Khung. Làm sao bây giờ? Người Cự Kình Bang không dám đắc tội với Cung Thương Khung, lại càng không dám đắc tội Diệp Bắc Minh. Thanh niên này sát phạt rất quyết đoán. Bọn họ đã sợ mất hết cả mật rồi. Nhìn lướt qua sắc mặt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, lựa chọn ngoan ngoãn đứng đó. Một đám trưởng lão Cung Thương Khung thấy thế thì cảm thấy hết sức mất mặt. Ông lão áo xanh lạnh giọng quát lớn, Cự Kình Bang điếc hết rồi hả? Lão phu kêu các người lên đây đáp lời. Vẫn là sự thờ ơ. Không đúng, Cự Kình Bang không điếc, mà là không dám lên đây. Một ông lão lắc đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh, các người nhìn thanh niên kia xem, hình như người Cự Kình Bang đang sợ hãi tên đó. Ông lão áo xanh hừ lạnh một tiếng, thanh niên kia, chúng tôi cần hỏi người của Cự Kình Bang vài câu. Chuyện của cậu, tạm gác sang một bên đi. Giọng điệu cao cao tại thượng, tự cao tự đại. Diệp Bắc Minh đang lo cho Chu Nhược Giai và Tôn Thiến. Nên bực bội phun ra một chữ cút. Cái gì? Người của Cự Kình Bang đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Ngũ Phi sợ tới mức hít thở không thông, tim cũng sắp nổ tung đến nơi. Nó mới nói cái gì thế? Dám kêu người của Cung Thương Khung cút ư? Cơ thể cũng bất giác run lẩy bẩy. Ông lão áo xanh nghẹn một cơn tức, quả thật không dám tin, danh con, cậu vừa nói cái gì? Cậu dám bảo lão phu cút ư? Cậu có biết lão phu là ai hay không? Cậu thuộc tông môn hay gia tộc nào? Trưởng bối là ai? Cậu có tin là chỉ một câu của lão phu tôi, cả gia tộc của cậu đều bị giết không? Kiêu ngạo, lãnh lẽo như băng, uy hiếp. Cả các trưởng lão khác của Cung Thương Khung cũng lạnh lùng nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Điều khiến tất cả không ngờ được là, Diệp Bắc Minh quay đầu. Trên mặt anh là ý lạnh đầy băng giá, tôi nói là các người cút, nghe không hiểu hả? Một kiếm trực tiếp chém ra. Gào. Một tiếng rồng ngâm, kiếm đoạn long bùng lên một kiếm khí màu máu, ập đến mấy lão già đang khinh địch kia. Ông lão áo xanh bị thứ khí thế đó làm giật mình, không kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành một đám mây máu. Từ trưởng lão, người Cung Thương Khung đều chấn động, hít một hơi thật sâu. Cậu, vẻ mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Từ trưởng lão là cảnh giới thần vương đỉnh phong, không ngờ lại bị thanh niên này chém một kiếm. Chuyện đó, sao có thể xảy ra được? A, à, hai chân đám người Cự Kình Bang như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất như vũng bùn. Cơ thể Ngũ Phi run run, trực tiếp sợ tới mức tè ra quần. Danh con, mày dám. Mày quá to gan, cả người của Cung Thương Khung cũng dám giết. Gương mặt già nua của Ngụy Trường không đầy lạnh lẽo, không cần biết cậu là ai, giết trưởng lão của Cung Thương Khung thì phải trả giá rất đắt. Xoạt, xoạt, xoạt. Hơn 10 người tản ra, vây quanh Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, người của Tinh Cung và nhà họ Cổ thong thả đến trễ. La Vãn Vãn vừa nhìn thấy đã nhận ra Diệp Bắc Minh, kinh ngạc nói, chị Nhan, là anh ấy. Không ngờ lại là anh ấy. Nhan Như Ngọc gật đầu, sao lại thế này? Sao cậu ta lại giằng co với người của Cung Thương Khung thế? Nhà họ Cổ bên kia, hai mắt Cổ Thông Thiên sáng ngời, không ngờ cậu Diệp đến Tinh Hải. Ông ta đi tới từng bước, đến gần đám đông, các vị Cung Thương Khung này, đang có chuyện gì xảy ra thế? Cậu Diệp đây là người quen của nhà họ Cổ, mong các vị có thể cho Cổ Thông Thiên tôi chút mặt mũi. Ngụy Trường không nhìn Cổ Thông Thiên với vẻ lạnh băng, Cổ Thông Thiên, thằng danh này một lời không hợp đã giết chết từ trưởng lão của Cung Thương Khung. Ông nói nó là bạn cũ của nhà họ Cổ ư? Cái gì? Cổ Thông Thiên tái mặt, nhìn Diệp Bắc Minh một lúc lâu. Vội vàng giải thích, thế chắc trong này có hiểu lầm gì rồi, Ngụy trưởng lão, tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích rõ ràng. Diệp Bắc Minh trực tiếp lắc đầu, không, chẳng có hiểu lầm gì cả. Người là tôi giết, nếu bất kỳ ai trong số các người kéo dài thời gian của tôi nữa, thì giết không tha. Anh gầm lên đầy giận dữ, tất cả cút hết cho tôi. Hổ gầm long ngâm, giọng nói vang vọng hữu lực, khiến màng nhĩ con người ta phát đau. Yên tĩnh. Trong nháy mắt, cả bến cảng đều im lặng đến lạ thường. Cổ Thông Thiên há miệng, giật mình đứng đó. La Vãn Vãn trực tiếp ngây người, há miệng, chị Nhan, anh ta điên rồi ư. Lại dám nói mình sẽ giết không tha người của Cung Thương Khung. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Bắc Minh thật lâu, nếu cậu ta là người mà Tinh Cung tiên đoán, thì hành động đó cũng không có gì kỳ lạ.
Một giây sau, khắp nơi sôi trào. Ha 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 ha. Ngụy Trường không giận quá hóa cười, ngọn lửa giận suýt chút nữa khiến ông ta hôn mê, giết không tha. Hay cho câu giết không tha. Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, lão phu muốn nhìn xem cậu giết chúng tôi không tha như thế nào. Ngụy Trường không đang muốn ra tay, Diệp Bắc Minh đã hành động trước. Ảnh Thuấn nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt Ngụy Trường không, kiếm Đoạn Long trong tay giơ lên, một kiếm chém xuống. Tốc độ rất nhanh. Đồng tử Ngụy Thương Khung co rụt lại. Muốn ra tay ngăn cản. Một giây sau đó, ông ta kinh ngạc phát hiện bản thân đã bị vây bởi một hơi thở khủng bố, như thể một loài sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó. Cơ thể run rẩy, căn bản không thể điều khiển được, không thể ra tay được. Tiêu rồi. Con người Ngụy Trường không co rụt lại thật mạnh, trong mắt là hình ảnh phản chiếu của kiếm Đoạn Long đang chém tới. Phụt. Một màu máu xuất hiện, đại trưởng lão cung Thương Khung, Ngụy Trường không đã hóa thành mây máu. Bây giờ, đã thấy được chưa? Còn ai muốn xem nữa không? Bịch, bịch, bịch. Người cung Thương Khung sợ tới mức lùi về phía sau, vẻ mặt kiêng dè nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, danh con, cậu dám giết đại trưởng lão của cung Thương Khung ư? Một ông lão giật mình nói. Diệp Bắc Minh trở tay chém một kiếm. Khoảnh khắc tiếng rồng ngâm vang vọng, ông lão vừa lên tiếng đã mất mạng. Soạt. Kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh chỉ vào người cung Thương Khung, cung Thương Khung còn muốn nói lời vô nghĩa gì nữa không? Không, không còn nữa. Người cung Thiên Khung đều cúi đầu xuống. Không ngờ họ lại cúi đầu. Nhan Như Ngọc trợn trừng hai mắt. La Vãn Vãn cũng há miệng, mặt đầy vẻ khó tin. Cổ Thông Thiên chấn động há muốn rất hàm. Các thế lực khác chạy tới hiện trường cũng đúng lúc gặp được cảnh này, các võ giả trực tiếp sợ tới mức quỳ rạp xuống. Một người một kiếm, ép đến mức cung Thương Khung không dám thả một cái rắm, khiến con người ra thật sự rất chấn động. Giọng Diệp Bắc Minh lạnh như băng, không còn gì nữa thì cút đi cho tôi. Đám võ giả ở đây đều nhìn sang người bên cạnh mình, tim cũng sắp nổ tung. Thanh niên đó là ai thế? Lại dám ngông cuồng như vậy? Đó là cung Thương Khung đấy. Sao nó dám? Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cung Thương Khung xám mặt rời đi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh trở lại trước mặt đám cự kình bang, chưa nói xong, tiếp tục nói đi. Một đám trưởng lão cự kình bang sợ tới mức quỳ xuống, đại nhân, chúng tôi đến hơi trễ. Tình hình cụ thể tôi cũng đã nói cho cậu biết rồi. Chuyện trước đó nữa thì chỉ có Ngũ Phi biết. Đúng đúng đúng, Ngũ Phi đến sớm hơn chúng tôi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, Ngũ Phi. Nó. Người cự kình bang chỉ về phía Ngũ Phi đang nằm dưới đất với gương mặt xám như tro tàn. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh đảo qua. Ngũ Phi sợ tới mức cả người run run, đại nhân, tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Tôi với hai cô gái đó không có ân oán gì, thậm chí tôi còn muốn mời họ đến cự kình bang làm khách nữa mà. Anh ta nói dối. Đột nhiên, giọng một cô gái vang lên. Ngũ Phi sợ tới mức sắc mặt trở nên dữ tợn, Trần Huân Nhi. Nếu mày dám đặt điều nói bậy, bố mày giết hết cả nhà mày. Má nó, câm miệng, má nó mày câm miệng cho tao. Ngũ Phi sợ phát điên lên được. Trần Huân Nhi cắn răng, cơ thể mềm mại run run. Diệp Bắc Minh lạnh lùng liếc sang Ngũ Phi, gã ta nuốt nửa câu sau xuống. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Trần Huân Nhi, xảy ra chuyện gì, nói. Trần Huân Nhi lên tiếng, khi đó hai chị ấy đang trôi trên biển. Là thuyền của chúng tôi cứu họ lên bờ. Thuyền của chúng tôi vừa cập cảng, thì Ngũ Phi đã dẫn người tới ức hiếp bố tôi. Chị Nhược Giai và chị Tôn Thiến không thể nhìn nổi nên ra tay giúp chúng tôi một phen. Còn lấy ra đan dược chữa thương, nhưng Ngũ Phi lại khăng khăng nói hai chị ấy trộm đan dược của cự kình bang, còn muốn bắt họ về. Diệp Bắc Minh nhìn sang Ngũ Phi với ánh mắt lạnh như băng. Thuật siêu hồn. Tất cả đều hiện lên ngay trước mắt. Mày dám gạt tao? Kiếm Đoạn Long trong tay không hề do dự chém tới. Ngũ Phi há miệng, không, được. Phụt. Một đám mây máu nổ tung. Diệp Bắc Minh không hề dừng tay, bỗng nhiên xuất hiện giữa đám cự kình bang. Giết sạch tất cả trong nháy mắt. Từng bước đi tới trước mặt Trần Đại Dũng, thập tam châm của quỷ môn cắm xuống, nối liền cánh tay của ông ta. Mấy viên đan dược nhét vào miệng cho Trần Đại Dũng nuốt xuống. Trần Đại Dũng hết sức kinh ngạc, cánh tay tôi, có thể cử động được rồi ư.
Diệp Bắc Minh quay sang nhìn Cổ Thông Thiên một cái, Cổ lão, giúp tôi một việc đi. Cổ Thông Thiên sửng sốt, gật đầu, cậu Diệp cứ nói. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc, với thân phận và địa vị của Cổ Thông Thiên mà phải dùng xưng hô tôn kính như cậu với Diệp Bắc Minh. Những người này đều là bạn tôi không muốn họ chịu bất kỳ một sự thương tổn nào. Diệp Bắc Minh chỉ vào nhóm Trần Đại Dũng và Trần Huân Nhi. Cổ Thông Thiên gật đầu, được, tôi hiểu. Xem như tôi nợ ông một ân tình. Sau khi để lại những lời đó, một con huyết long phóng lên cao, đi sâu vào biển rộng. Chỉ để lại những người xem với vẻ mặt đầy chấn động. Thanh niên đó rốt cuộc là ai vậy? Đáng sợ quá ấy chứ, cả cung thương khung cũng không sợ. Lá gan ở đâu ra thế không biết, chẳng lẽ là người từ đại lục thượng cổ xuống ư? Rất nhiều người phỏng đoán. Lúc này, người của cung thương khung vừa đi đã quay lại. Một đám sắc mặt khó coi đến lạ. Một ông lão trong số đó nhìn về phía Cổ Thông Thiên, cắn răng nói, Cổ Thông Thiên, chuyện này ông phải giải thích rõ ràng cho cung thương khung. Cổ Thông Thiên cười lạnh, lão phu giải thích với các người cái gì? Người, không phải do tôi giết. Ông, vẻ mặt người cung thương khung đầy tức giận. Lão già kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông nói mình có quen nó. Nói, rốt cuộc nó là ai? Cổ Thông Thiên liếc mắt nhìn người cung thương khung một cái, nói cho các người biết cũng không sao, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, người cung thương khung sửng sốt. Các võ giả khác thì đầy dấu chấm hỏi. Diệp Bắc Minh, ai cơ? Đó giờ chưa từng nghe nói. Đột nhiên, ông lão vừa lên tiếng hoảng hốt ngẩng đầu, chẳng lẽ chính là Diệp Bắc Minh đó? Không sai, chính là kẻ một mình diệt sạch các gia tộc thượng cổ như nhà họ Lăng, nhà họ Ngạo, nhà họ Giang, nhà họ Giả. Diệp Bắc Minh, Cổ Thông Thiên gật đầu. Hít, đám trưởng lão của cung thương khung hít sâu một hơi, mắt to trừng mắt nhỏ. Cái định mệnh, là nó, cả cảng Tề Vân đều sôi trào. Tốc độ của kiếm đoạn long cực nhanh, trong nháy mắt mang theo Diệp Bắc Minh bay xa mấy trăm dặm. Diệp Bắc Minh không hiểu, tại sao ma thú lại bắt Nhược Giai và Tôn Thiến đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, tôi cảm thấy là bởi vì máu của cậu. Máu của tôi. Diệp Bắc Minh sững sờ, chợt hiểu ra tôi hiểu rồi. Tôi có huyết thống ma hoàng, đối với ma thú mà nói. Máu của tôi có sức hấp dẫn trời sinh. Cho nên, thân thể Diệp Bắc Minh run lên, ma thú bắt Tôn Thiến đi vì muốn ăn con của tôi. Giọng điệu Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nghiêm trọng, rất có khả năng này. Đù, trái tim Diệp Bắc Minh thắt lại, nóng lòng như lửa đốt mau. Mau, mau, kiếm đoạn long tăng tốc. Nửa giờ sau, đột nhiên, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đột ngột lên tiếng, nhóc, ở ngay đằng trước. Tìm được vị trí thú triều rồi, bọn chúng cách đây 300 dặm. Long hồn, toàn lực đuổi theo cho tôi. Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng. Giống. Tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Nước biển phía trước sôi trào, vô số ma thú gào thét. Ma thú trong nước biển cảm nhận được hơi thở điên cuồng của Diệp Bắc Minh, tất cả chúng quay đầu xông về phía anh. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, đang muốn giết hết bọn chúng. Dừng tay. Tiếng quát khẽ vang lên. Hơn chục ngàn con ma thú tránh ra để lộ một con đường, một cô gái cực đẹp xuất hiện, khuôn mặt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, cậu chủ, ngài cũng tới. Chúng thú nghe lệnh, yết kiến cậu chủ cho tôi. Giống. Hơn chục ngàn đầu ma thú hung mãnh dưới biển hưng phấn thét dài. Từng con một bò dạp trên mặt nước, quỳ bái Diệp Bắc Minh trong không trung. Nếu những người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Diệp Bắc Minh vốn tràn ngập tức giận hoàn toàn ngây dại, đây. Tình huống gì thế này? Cô gái tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp, thưa cậu chủ, tôi là thuộc hạ của Ma Tôn Tề Thiên, Ngân La. Ma Tôn Tề Thiên. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, ông ấy là ai? Trận chiến bên trong sơn cốc của mẹ, Diệp Bắc Minh từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng, chỉ có hình ảnh, không có âm thanh. Bằng không thì anh sớm đã biết tên của Ma Tôn Tề Thiên. Ngân La trả lời, là bố của ngài. Cái gì? Con người Diệp Bắc Minh hung hăng co rụt, hô hấp dồn dập, Ma Tôn Tề Thiên là bố của tôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mau nói đi. Ngân La gật đầu, rõ. Bố của ngài là thánh tử của Thiên Ma Tộc, danh xưng Ma Tôn Tề Thiên.
nhưng từ sau khi ma hoàng ngã xuống, thiên ma tộc xảy ra nội loạn. Ngài Ma Tôn là người thừa kế duy nhất của thiên ma tộc, nhưng lại bị kẻ khác đuổi giết suốt một đường, bị thương nặng nên chạy trốn tới thế giới này. Diệp Bắc Minh ngừng thở, nói tiếp. Ngân La hít sâu một hơi, trong một lần tình cờ, ngài Ma Tôn quen biết nữ chủ nhân Diệp Thanh Lam, về sau có cậu chủ là ngài. Diệp Bắc Minh nhíu mày, nói vậy, đám người đuổi giết mẹ tôi là ma tộc. Không phải. Ngân La lắc đầu. Ồ, đó là ai? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Ngân La giải thích, tình huống cụ thể thì thuộc hạ cũng không biết, nhưng hết thảy hình như có liên quan đến nhà họ Diệp Thượng Cổ. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đọng lại, nhà họ Diệp Thượng Cổ. Lần đầu tiên anh nghe được năm chữ này, chẳng lẽ nhà họ Diệp cũng đã từng là gia tộc Thượng Cổ? Ngân La lắc đầu, chuyện này thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ tuân lệnh bảo hộ huyết thống của ngài Ma Tôn. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp, vậy cô biết cái gì? Ngân La hơi xấu hổ, sau khi ngài Ma Tôn bị thương đã dẫn theo một vài ma tướng đi vào đại lục chân võ. Tôi chính là một trong số đó, lúc thuộc hạ chạy trốn theo ngài Ma Tôn từng bị thương, vẫn luôn ở đây chữa thương. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi thất thường. Xem ra anh chỉ có thể tự đi hỏi mẹ. Nhược Giai và Tôn Thiến đâu? Ngân La khẽ cười, cậu chủ, các cô ấy rất an toàn, xin mời đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của Ngân La, cả chục ngàn con ma thú mở đường. Đi về phía một hòn đảo ở sâu trong biển. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tất cả những ma thú này đều nghe theo lệnh của cô. Bọn chúng đều là ma tộc sao? Ngân La mỉm cười giải thích, bọn chúng đều là ma thú bình thường, chỉ là bị tôi thuần phục thôi. Ngài Ma Tôn kế thừa huyết mạch tôn quý của Ma Hoàng, sinh ra đã có sức mạnh khiến chúng thú thần phục. Diệp Bắc Minh hiểu ra. E rằng việc anh có thể ra lệnh cho ma thú có liên quan tới sức mạnh của huyết mạch. Chừng 15 phút sau, Diệp Bắc Minh hạ xuống một hòn đảo. Khoảnh khắc trông thấy Chu Nhược Giai và Tôn Thiến, hai người phụ nữ lao đến như nổi điên, nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh. Bắc Minh! Hu hu hu, bọn em còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh. Chu Nhược Giai chảy nước mắt. Tôn Thiến cắt chặt môi đỏ, yên lặng rơi lệ. Diệp Bắc Minh cũng vô cùng kích động. Đôi mắt hơi đỏ lên, tốt quá rồi, các em không có việc gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với các em vậy? Sao lại đến đại lục Thượng Cổ? Chu Nhược Giai và Tôn Thiến liếc nhìn nhau. Cùng kể ra những việc đã trải qua trong mấy tháng nay. Diệp Bắc Minh không thể tưởng tượng nổi, anh cũng đoán là mẹ đã ra tay cứu các em. Á! Đột nhiên, Chu Nhược Giai hét lên, Bắc Minh, dì Lam gặp nguy hiểm. Lúc bọn em ở bên trong sơn cốc, đột nhiên có một đám lão giả xông vào, vì cứu chúng em nên dì Lam đã mở cửa truyền tống. Chính gì, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tôn Thiến bắt lấy cổ tay Diệp Bắc Minh, làm sao bây giờ? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đông lại, mẹ anh tạm thời sẽ không có nguy hiểm, thứ những người kia muốn hẳn là anh và con của anh. Tôn Thiến cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình. Chu Nhược Giai nhướng mày, Bắc Minh, anh định làm gì? Diệp Bắc Minh cảm nhận được hơi thở trong bụng Tôn Thiến, ngưng trọng đáp, một mình anh đi đại lục Thượng Cổ, Nhược Giai, em ở lại đây chăm sóc cho Tôn Thiến. Lúc ở Thanh Huyền Tông, anh từng cảm giác hơi thở và tính toán thời gian, cũng sắp được 10 tháng rồi. Tôn Thiến sắp sinh sao? Khuôn mặt Tôn Thiến đỏ lên, Bắc Minh, Ngân La cô nương nói, vẫn chưa tới thời điểm tiểu thần thần ra đời đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh trần chờ hỏi lại, lần đầu tiên của chúng ta. Chẳng phải đã qua gần 10 tháng sao? Ngân La che miệng cười trộm, cậu chủ, nhân loại và ma tộc không giống nhau. Nhân loại mang thai, sinh nở trong vòng 10 tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ma tộc cần hấp thụ đầy đủ năng lượng mới có thể sinh ra, nếu không đủ năng lượng, thai nhi sẽ cảm thấy ở lại trong bụng mẹ an toàn hơn. Cậu chủ nhỏ muốn ra ngoài cần phải hấp thu đủ năng lượng. Trước đó Tôn cô nương bị đau bụng là bởi vì cậu chủ nhỏ đói bụng, tạo thành thai động mà thôi. Nghe xong Ngân La giải thích, Diệp Bắc Minh ngây người. Còn có cách nói này. Chẳng lẽ lúc trước anh sinh ra cũng cần năng lượng? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh ngơ ngẩn. Anh nhớ ra rồi. Sau khi mẹ trở về Long Quốc, mẹ từng sưu tầm dược liệu khắp nơi. Tất cả cũng là để chuẩn bị cho anh sinh ra. Đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi cay cay, anh khoát tay. Một gốc cây huyết sâm 10.000 năm xuất hiện trong tay, Thiến Nhi,
đây là huyết sâm 10.000 năm sư phụ để lại cho anh. Huyết sâm 10.000 năm, cái này quá quý giá, Tôn Thiến vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, không có gì quan trọng bằng em và con. Bắc Minh, đôi mắt Tôn Thiến đỏ ửng. Chu Nhược Giai mỉm cười, Tôn Thiến, cô cứ ăn đi, Bắc Minh chắc chắn sẽ không để cô và con phải khổ. Tôn Thiến không chần chừ nữa, coi huyết sâm 10.000 năm như hoa quả, ăn sạch. Một giây sau, trên bụng cô chợt lóe lên ánh sáng đỏ rồi biến mất, toàn bộ bị thai nhi hấp thu. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co quắp giật giật, này là xong rồi. Một gốc cây huyết sâm 10.000 năm vô cùng quý giá. Nhưng ngay cả cái bọt nước cũng không nổi lên. Ngân La che miệng cười trộm, cậu chủ, cái này chỉ như muối bỏ bể, cậu chủ nhỏ còn muốn ăn nhiều thứ. Chưa nói xong một câu, Ngân La đột nhiên biến sắc. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ai? Chợt, ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng nổ rung trời. Một giây sau, nước biển sôi trào, hơn chục ngàn con ma thú xung quanh đảo đồng thời lao ra từ biển sau, con nào cũng vô cùng kiêng kỵ nhìn lên bầu trời. Một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, bên trong lộ ra một lối đi. Từ trong đó, có năm lão giả đi ra. Ba người trong đó, một người lùn, một người mặt dài, còn có một người chột mắt. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức ứa máu, đỏ bừng. Dù nằm mơ anh cũng ghi nhớ mấy người kia. Đúng là bọn họ giết vào trong sơn cốc, khiến mẹ bị thương nặng rồi bắt bà ấy đi. Lão già lùn động động bả vai, tùy tiện thế mà cũng tìm được. Lão già mặt dài nhìn chằm chằm, người phụ nữ mang thai kia ở nơi này. Ồ, thanh niên này là Diệp Bắc Minh. Lão già chột mắt sững sờ, chợt cười to, ha ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến lại chẳng phí công. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhanh chóng nhắc nhở, thần đế. Năm người thần đế. Năm người thần đế, thật sự rất nể mặt tôi đó. Diệp Bắc Minh không sợ chút nào, chiến ý trong con ngươi dâng trào. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở một câu, cậu đừng quá lo lắng, cảnh giới của bọn họ bị áp chế. Cảnh giới bị áp chế? Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh tò mò. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, võ giả ở thế giới cao cấp muốn đi đến thế giới cấp thấp thì cảnh giới không được vượt quá cảnh giới cao nhất của thế giới cấp thấp. Nếu như mạnh mẽ xâm nhập, bọn họ sẽ bị lực lượng của thế giới đè nát. Mặc dù là thần đế, nhưng sức mạnh bọn họ có thể phát huy ra nhiều lắm là mức cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm năm người thần đế trên bầu trời, ánh mắt vừa điên cuồng vừa lạnh lẽo cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Vậy thì sợ cái rắm gì? Anh quát to, năm tên chó già kia, cút xuống đây nhận lấy cái chết đi. Nụ cười của năm lão già kia cứng lại. Dù có nằm mơ thì bọn họ cũng chẳng thể ngờ, Diệp Bắc Minh lại ngông cuồng như thế. Khóe mắt hung hăng co rúm lại. Lão già lùn có tính tình nóng nảy, thứ không biết chết sống, giờ lão phu sẽ đánh gãy xương cốt cả người của mày. Rồi cắt đầu lưỡi của mày, để xem mày có còn mạnh miệng như này nữa được không? Lão ta trực tiếp ra tay, đập một chưởng từ trên cao xuống chỗ Diệp Bắc Minh. Gương mặt xinh đẹp của Ngân La lạnh lẽo, muốn động đến cậu chủ nhà tôi. Cô ta đang muốn ra tay. Diệp Bắc Minh bước lên, ngăn trước người cô ta, để tôi. Kiếm Đoạn Long sáng lên một tia máu, kích động một kiếm chém ra. Xé rách không khí. Kiếm khí bàng bạc lao tới, đi kèm với tiếng rồng ngâm và tiếng sấm sét chấn động. Ầm. Tay của lão già lùn nện xuống trên người huyết long, lập tức nổ tung, xương trắng và máu thịt văng tung tóe. Cái gì? Bốn tên lão già khác sầm mặt lại, bọn họ chẳng thể ngờ Diệp Bắc Minh lại có sức mạnh như này. Giọng nói lão già lùn vô cùng nham hiểm, thằng chó đẻ, cái tay này của lão phu vừa mới khôi phục, con mẹ nó mày lại phế nó đi. Mày thật đúng là đê tiện y như con mẹ mày. Hôm nay nếu lão phu không khiến mày sống không bằng chết. Lão phu không mang họ dư. Lão già lùn mang theo lửa giận ngập trời, lao từ trên cao xuống. Lão già chột mắt nhắc nhở một câu, võ nham, cẩn thận. Cảnh giới của chúng ta bị áp chế, không nhất định là đối thủ của thằng này. Lão già lùn đỏ mắt, đã bị giận dữ làm choáng váng đầu óc, trò đùa, do vừa rồi lão phu không chú ý thôi. Nên mới dùng bàn tay chạm vào thần khí này, đợi lão phu lấy binh khí ra. Đến chết thằng đấy cũng không biết mình chết như thế nào. Một giây sau,
Trong tay lão già lùn có thêm một thanh loan đao màu vàng kim, chém về phía Kiếm Đoạn Long. Keng một tiếng vang giòn. Loan đao màu vàng kim nổ tung với lực cực mạnh. Giờ phút này, một con huyết long xông ra từ bên trong Kiếm Đoạn Long, nhằm về phía lão già lùn, khóa chặt lão ta. Bốn lão già còn lại thấy cảnh này thì sắc mặt đồng loạt thay đổi. Không tốt. Lão già lùn cảm nhận được hơi thở tử vong đang ập tới. Chỉ thấy, tàn ảnh huyết long bay qua. Á, lão già lùn kêu lên thảm thiết, tứ chi bị huyết long trực tiếp xé nát. Cả người lão ta máu me đầm đìa, rơi từ trên cao xuống. Diệp Bắc Minh bước lên trước, ra sức giẫm lên khuôn mặt già nua của lão ta, lão già, giận dữ có tác dụng không? Mày! Lão già lùn sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, thằng chó đẻ. Sao mày lại có thực lực mạnh như vậy? Diệp Bắc Minh cười, lão già chó, thu lại sự kiêu căng của ông đi. Tất cả những kẻ dám làm tổn thương đến mẹ tôi, đều phải chết. Lão già lùn kêu to, mày không thể. Phụt! Đầu lão ta nổ tung như dưa hấu. Võ Nham! Đôi mắt già nua của bốn người kia hung hăng co rụt lại, thằng kia, mày! Bọn họ vô cùng kiêng dè nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Điều khiến bốn người chấn động chính là thứ dưới chân Diệp Bắc Minh đang dẫm lên. Bóng mờ của một con huyết long ẩn hiện, chân anh đạp lên huyết long lao về phía bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ra đầu bốn lão già như muốn nổ tung. Đù! Mày dám! Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, trực tiếp lao về phía lão già mặt dài, một kiếm trên bả vai mẹ tôi là do ông đâm đúng không? Giống! Huyết long gào thét, Kiếm Đoạn Long cuốn lên màn xương máu vô tận, nghiền ép tới. Tên điên này, mẹ! Lão già mặt dài nuốt nước miếng, không dám cứng đối cứng với Diệp Bắc Minh. Nhanh chóng lùi lại. Chạy cái mẹ ông ấy, đến nhận lấy cái chết đi. Diệp Bắc Minh vô cùng điên tiết. Sử dụng ảnh thuấn lao tới. Lão già mặt dài nằm mơ cũng không nghĩ tới, tốc độ của Diệp Bắc Minh lại có thể kinh khủng đến vậy. Một kiếm đâm vào vai ông ta, xương máu ầm ầm nổ tung. Toàn bộ cánh tay biến mất. Đau nhức kịch liệt khiến biểu cảm lão già mặt dài vặn vẹo, thằng chó kia, mày quả thực. Chưa kịp nói hết câu, kiếm thứ hai đã ép xuống. Một bên bả vai còn lại của lão già mặt dài cũng nổ mạnh, hai bên trống rỗng. Diệp Bắc Minh hỏi lại, cảm giác thế nào hả? Hưởng thụ rồi, ông nên đi chết đi. Anh chém một kiếm đầy hung tàn xuống, lão già mặt dài không hề có cơ hội phản kháng, trong nháy mắt biến mất. Hít hà! Lão già mắt chột và hai người còn lại hít sâu một hơi, biểu cảm ngưng trọng. Diệp Bắc Minh nhìn hai tên đồng bọn của lão già mắt chột, ông ta sẽ chết rất khó coi. Tôi sẽ dùng phương pháp tra tấn đau đớn nhất trên thế giới trên người ông ta. Về phần các ông, nếu giờ tự sát, có thể để lại toàn thây. Giọng nói lạnh lẽo, như lời phán quyết của tử thần. Giờ phút này, ba lão già đều ngây người. Bọn họ chưa bao giờ thấy người ngông cuồng đến thế. Bọn họ chính là thần đế. Ba thần đế mà bị một thằng nhóc cảnh giới hợp nhất chưa dứt sữa thẩm phán. Tự sát, để lại toàn thây. Hai lão già lạnh lẽo nói, thằng chó, mày tưởng mày là. Chưa dứt lời, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, ảnh thuấn. Gần như là cùng lúc, hai tiếng nổ mạnh ầm, ầm vang lên. Xương máu nổ tung. Hai vị thần đế, dù cảnh giới bị áp chế, cũng không đến nỗi chớp mắt chết thế chứ. Mày! Lão già mắt chột tê cả da đầu, vẻ mặt như gặp phải quỷ, mày! Đây là thần thông gì? Nhà họ Diệp thượng cổ. Sau khi giết hai người, Diệp Bắc Minh cầm Kiếm Đoạn Long nhìn vào lão già mắt chột. Tôi nhớ ông rất rõ, lão xúc sinh kia, chính ông là kẻ bắt mẹ của tôi đi phải không? Diệp Bắc Minh nở một nụ cười âm u. Chiếc răng nanh trắng noãn lộ ra. Trông anh giờ hệt như ma quỷ. Lão già mắt chột run người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chạy! Chân nguyên khắp người ông. Nhà họ Diệp Thượng Cổ là một trong tam đại gia tộc ở đại lục chân võ và cũng là gia tộc đứng đầu hoa tộc. Sau này hoa tộc có một vị cường giả đắc tội một thế lực nào đó ở thế giới cao võ. Thế lực đó nổi trận lôi đình, đánh nát đại lục chân võ thành hai phần. Lơ lửng bên trên là đại lục Thượng Cổ, còn bên dưới chính là đại lục chân võ. Hơn nữa, con đường từ đại lục chân võ đến thế giới cao võ cũng bị đóng kín. Núi Côn Luân sụp xuống hóa thành Côn Luân hư.
Từ đó về sau Hoa tộc và nhà họ Diệp thượng cổ rơi vào cảnh túng thiếu, nghe nói bây giờ bọn họ đã trở thành một gia tộc hạng ba kéo chút hơi tàn ở Côn Luân hư. Mẹ của cậu, Diệp Thanh Lam, bỗng dưng xuất hiện, nhà họ Diệp vốn biệt tăm biệt tích lại bắt đầu bùng cháy. Diệp Bắc Minh kinh ngạc hỏi, cái gì? Côn Luân hư có lai lịch như vậy ư? Nhà họ Diệp ở Côn Luân hư lại chính là dòng dõi cuối cùng của nhà họ Diệp thượng cổ sao? Lẽ nào mẹ muốn nhà họ Diệp vùng lên lần nữa ư? Rốt cuộc năm ấy Hoa tộc đã đắc tội thế lực nào? Rốt cuộc là mạnh cỡ nào mới có thể đánh nát cả đại lục chân võ? Trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh đã suy nghĩ rất nhiều điều. Anh hỏi tiếp lão già mắt trột thêm vài vấn đề nữa nhưng vẻ mặt ông ta khá mờ mịt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, bây giờ ông có cách liên lạc được lão tổ nhà họ Dư chứ? Hả? Lão già mắt trột sửng sốt. Nhanh chóng liên lạc cho ông ta. Lão già mắt trột ngơ ngác nhưng cũng không dám phản kháng. Ông ta lấy ra một khối ngọc bài rồi rót vào đó một chút chân nguyên. Ngay sau đó, ngọc bài sáng lên rồi hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh đó là một bóng người màu đỏ. Dư quyết, sao tự nhiên liên hệ bổn tọa thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao trông ông lại như thế? Lão già mắt trột nuốt nước miếng đáp, lão tổ, tôi. Một luồng lực lượng ập tới, ngọc bài bay ra ngoài rơi vào tay Diệp Bắc Minh. Ông là lão tổ nhà họ Dư nhỉ? Cậu là ai? Lão tổ nhà họ Dư khiếp sự, hoàn hồn hỏi ngay, Diệp Bắc Minh. Ông ta khá bất ngờ. Diệp Bắc Minh không đợi ông ta nói tiếp, thứ nhất, nếu mẹ tôi mất một sợi lông thì cả nhà họ Dư sẽ chôn cùng. Thứ hai, tôi sẽ đến đại lục thượng cổ ngay thôi, chẳng phải ông muốn bắt tôi à? Giờ không cần ông phái người bắt đâu, tôi sẽ tự đến. Thứ ba, ông có thể tiếp tục phái người đến giết tôi. Nhưng mong ông nhớ kỹ rằng đừng cử mấy tên vô dụng phế thải như này nữa, mất thời gian của tôi lắm. Hình ảnh chuyển qua người lão già mắt trột kia. Anh tóm lấy đầu lão già mắt trột rồi nện mạnh xuống đất. Phụt, hình ảnh bị máu tươi che khuất. Rồi biến mất luôn. Diệp Bắc Minh. Trong đại điện vang vọng tiếng gầm thét của lão tổ nhà họ Diệp. Một lát sau, tiếng thét đó đã dần lắng xuống. Bọn Dư Quyết và Dư Vũ Nham đã bị đánh bại rồi sao? Thú vị đấy. Bọn tọa đã xem thường tên nhóc nhà cậu rồi. Chỉ là tàn dư của nhà họ Diệp mà cũng muốn đi lên con đường vô địch như tổ tiên nhà họ Diệp sao? Cho dù tôi đồng ý thì những kẻ trên đó cũng sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi. Đôi mắt long lanh của Ngân La khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, cậu chủ, cậu thật khí phách. Quả nhiên có phong thái oai hùng của Ma Tôn đại nhân năm ấy. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với cậu tựa như nước sông đầu nguồn chảy mãi không hết. Tựa như nước sông Hoàng Hà không thể nào đong đếm. Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm, trở lại bên cạnh Chu Nhược Giai và Tôn Thiến. Chu Nhược Giai hỏi, Bắc Minh. Tiếp theo anh có dự định gì không? Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua Chu Nhược Giai rồi lại nhìn qua bụng của Tôn Thiến và cô, Nhược Giai, xin lỗi em. Anh cũng thật xin lỗi Tôn Thiến và đứa bé. Tạm thời anh không thể ở bên cạnh các em được, mẹ anh còn đang chịu khổ ở Đại Lục Thượng Cổ nên anh phải nhanh chóng tới Đại Lục Thượng Cổ. Chu Nhược Giai gật đầu, em hiểu mà. Tôn Thiến mỉm cười nói, Bắc Minh, tôi và con sẽ chờ anh trở về. Diệp Bắc Minh chỉnh trọng gật đầu, đợi đến khi anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ trở về với bọn em. Ngân La, tôi giao bọn họ lại cho cô đấy. Ngân La bình thản cười đáp, cậu chủ cứ yên tâm đi ạ. Chuyện Diệp Bắc Minh giết chết đại trưởng lão của Thương Khung Cung đã nhấc lên sóng to gió lớn ở tinh đảo. Hơn nữa chuyện đó lan truyền khắp nơi như sóng thần. Ba chữ Diệp Bắc Minh ấy gần như đã trở thành danh từ tượng trưng cho sự ngạo mạn và hung tàn. Lúc này. Trong phòng của Nhan Như Ngọc đang có hai người thảo luận dâm ran. La Vãn Vãn chống cằm, tên Diệp Bắc Minh này đúng là đi ngược đời mà. Đến cả Ngụy Trường Không cũng bị cậu ta giết, chị Nhan, chị nói xem cảnh giới của cậu ta là gì. Nhan Như Ngọc ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Không biết nữa, ánh mắt của cô ta mơ màng như lạc mất phương hướng. Thời gian qua, trong đầu cô ta thỉnh thoảng hiện lên hình bóng của Diệp Bắc Minh. Vốn không có gì cả nhưng lại có gì đó. Thế nhưng hôm nay sau khi được chứng kiến thực lực kinh khủng của Diệp Bắc Minh, cô ta đã không tự chủ được mà so sánh Diệp Bắc Minh với những cường giả trẻ tuổi. Đúng là một người rất đặc biệt.
Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến những tiếng gõ cửa, tiểu thư, có người gửi thư cho cô. La Vãn Vãn liếc mắt một cái, lại là người nhàm chán nào đưa thư tình tới chứ gì. Vứt đi. Nha hoàn do dự một chút, thanh niên đưa thư đã đưa cho cô ta 10.000 đồng. Chỉ cần cô ta phải nói ra tên của thanh niên, tiểu thư, người kia nói mình tên là Diệp Bắc Minh. Cái gì, Diệp Bắc Minh? Nhan Như Ngọc đi ra phía cửa, mở cửa phòng ra. Vèo. Một làn gió thơm thổi qua, phong thư trong tay nha hoàn đã biến mất, cửa phòng đóng lại. Nha hoàn ngây người, tiểu thư làm sao vậy? Trong phòng. La Vãn Vãn lại gần, chị Nhan, sao Diệp Bắc Minh lại viết thư cho chị vậy? Mau nhìn xem anh ta viết cái gì cho chị. Ha ha ha, em biết rồi. Chắc chắn là sau khi tên này được nhìn thấy dung nhan của chị, đêm không thể say giấc, cho nên mới viết một vài lời thổ lộ buồn nôn đây mà. Không phải là anh ta muốn tỏ tình với chị đấy chứ? La Vãn Vãn có chút ghen ghét. Nhan Như Ngọc liếc mắt một cái, nói hưu nói vượn. Cô ta mở thư ra xem, hơi kinh ngạc, anh ta hẹn chị. Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc Minh tới Tinh Đảo, không biết tình huống cụ thể ở đây. Lúc hẹn Nhan Như Ngọc, anh đã trực tiếp viết là gặp nhau ở quán rượu tốt nhất Tinh Đảo. Sau khi nghe ngóng, anh liền đi vào tinh thần lâu. Chân đạp nhật nguyệt, tay cầm sao trời. Đúng là đủ bá đạo. Tinh thần lâu chỉ có một tầng, không gian bên trong cực lớn. Hướng dọc lên giống như là cầu thang. Bậc một chỉ có một cái bàn. Bậc thang thứ hai là bàn số 2, số 3. Cứ thế mà suy ra. Lúc Diệp Bắc Minh đi đến, ở đây đã sớm kín người hết chỗ, chỉ còn lại một cái bàn ở nơi hẻo lánh. Số 1.000. Một cái bàn cuối cùng. Anh vừa mới ngồi xuống. Một thanh niên đã đi đến, người anh em, ngồi chung nha. Tôi tên là Chu Chí Cao. Hắn ta tự mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, chậc chậc, Bích Loa Xuân của tinh thần lâu đúng là ngon thật. Cho dù là cái bàn cuối cùng, cũng ngon hơn Tiêu Tương Uyển nhiều. Người anh em tên gì? Bữa này tôi mời. Anh cứ thoải mái gọi. Đối mặt với thanh niên tự tới làm quen này, Diệp Bắc Minh cười một tiếng, tôi họ Diệp. Chu Chí Cao cười nói, nghe khẩu âm của anh Diệp thì không giống như là người địa phương. Diệp Bắc Minh thuận miệng trả lời, tôi từ nơi khác tới. Ồ, Chu Chí Cao như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại liên tục giới thiệu món ngon ở tinh thần lâu. Xem ra hắn ta rất sành ăn. Diệp Bắc Minh cũng không quấy rầy, lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, ngoài cửa tinh thần lâu vang lên một giọng nói, cậu Lâm đến, tất cả đứng dậy. Cậu Lâm là ai, thể hiện cái gì? Đúng thế, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đứng dậy? Bên trong tinh thần lâu truyền đến những tiếng kêu bất mãn. Một giây sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng cửa chính tinh thần lâu. Chỉ gặp một người trẻ tuổi khí thế hiên ngang đi tới. Ánh mắt đám người lập tức co rụt lại. A, Lâm Tiêu. Vèo 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 vèo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bên trong tinh thần lâu đều đứng lên, vẻ mặt kính trọng nhìn Lâm Tiêu đang đi tới. Cho dù là Chu Chí Cao cũng chấn động. Liền vội vàng đứng lên. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh còn ngồi, hắn ta bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, anh Diệp, đừng ngây ra nữa, mau đứng dậy. A phi phi phi, đừng ngẩn ra nữa, mau đứng lên. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao tôi lại phải đứng lên? Chu Chí Cao nuốt nước miếng, anh Diệp, đây chính là Lâm Tiêu. Đại đệ tử đứng đầu của Thương Khung Cung, chưa đến 50 tuổi đã là cảnh giới thần chủ. Đây là khái niệm gì? Đơn giản là dọa chết người ta. Tinh đảo có một quy định bất thành văn, chỉ cần là nơi mà cậu Lâm tới, tất cả mọi người đều phải đứng dậy nghênh đón. Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu, ồ. Nhưng anh không có ý định đứng lên. Lúc này, những người tu võ khác cũng đã chú ý tới Diệp Bắc Minh. Tên kia, cậu bị gì vậy? Còn không đứng lên nghênh đón cậu Lâm. Vèo. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía bên này. Đồng loạt rơi vào trên người Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Chu Chí Cao trắng bệch, cúi thấp đầu, sợ đến mức tim đập nhanh như muốn nhảy ra. Những ánh mắt này đương nhiên cũng có cả của Lâm Tiêu. Hắn ta cười nhạt một tiếng, không sao, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Vâng, cậu Lâm. Đám người đáp lại một tiếng, đồng loạt ngồi xuống giống như trẻ con mầm non. Lâm Tiêu không nhìn Diệp Bắc Minh thêm cái nào,
mà đi đến bàn số một dưới sự vây quanh của mọi người. Đồng thời, bốn phía vang lên những tiếng nghị luận. Tên nhóc kia là đầu đất sao? Nhìn thấy cậu Lâm còn không đứng lên, đúng là không biết sống chết. Ha ha, cậu ta sẽ không sống được bao lâu đâu, cậu Lâm có rất nhiều fan hâm mộ điên cuồng, đợi đến khi ra khỏi tinh thần lâu, ha ha. Một vài người tu võ không ngừng cười lạnh. Diệp Bắc Minh cũng cảm giác được mấy người tu võ nhìn qua với ánh mắt đằm đằm sát khí. Anh nhướng mày. Chu Chí Cao bị dọa đến mức hàm răng va vào nhau lập cập, xong rồi, xong rồi. Anh Diệp, anh hồ đồ quá. Nếu anh muốn thể hiện như vậy với tôi thì không sao cả. Nhưng bây giờ thì phiền phức lớn rồi. Diệp Bắc Minh cười nói, nếu cậu sợ hãi, có thể rời đi trước. Dù sao người bọn họ nhằm vào chính là tôi, cũng không phải cậu. Không được. Điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ chính là Chu Chí Cao vô cùng quả quyết từ chối. Mặc dù hắn ta có chút do dự, nhưng vẫn cắn răng nói, cho dù chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng đều ngồi cùng một bàn. Nào có đạo lý bỏ bạn bè nửa chừng chứ, nhà họ Chu của tôi cũng coi như tai to mặt lớn ở tinh đảo. Nếu là có người muốn đối phó với anh, tôi sẽ ngăn cản giúp anh. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Đột nhiên, có người kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô Nhan, tinh thần lâu lập tức sôi trào. Vô số người chủ động đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn tinh thần lâu. Nhan Như Ngọc chậm rãi đi tới. Cô ta cao khoảng 1m68, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ. Da thịt mềm mịn như bạch ngọc. Đặc biệt là gương mặt kia, chỉ cần nhìn một chút đã khiến người ta cam tâm tình nguyện đi chết vì cô ta rồi. Trời ơi, sao Nhan Như Ngọc lại tới đây? Đúng là Nhan Như Ngọc. Mỹ nữ số một tinh đảo. Đám người vô cùng chấn động. Trái tim ai nấy đều điên cuồng đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Chu Chí Cao trợn cả mắt lên, trời ơi, anh Diệp mau đứng dậy nhìn mỹ nữ đi kìa. Nhan Như Ngọc, là Nhan Như Ngọc. Diệp Bắc Minh ngồi tại chỗ, thờ ơ, cô ta rất đẹp sao? Chu Chí Cao kinh ngạc, đậu má, anh Diệp mù sao? Nhan Như Ngọc còn không đẹp, mẹ nó cô ta chính là mỹ nữ xếp số một toàn bộ biển thiên đảo đấy. Anh biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi cô ta không? Có thể xếp từ tinh cung tới thương khung cung. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nhiều người đều đứng lên như vậy, Nhan Như Ngọc tạm thời không phát hiện ra anh. Lâm Tiêu đi xuống từ bàn số một, nhịn không được cười nói, cô Nhan, tôi đã đặt bàn số một, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. La Vãn Vãn nhìn xung quanh, người đâu? Người đâu? Hoàn toàn không để ý đến Lâm Tiêu. Vẻ mặt Nhan Như Ngọc rất lạnh lùng, xin lỗi, tôi có hẹn với người ta rồi. Một câu khiến xung quanh hoàn toàn chấn động. Cái gì? Cô Nhan đã có hẹn với người khác? Đậu má, là ai? Là ai cướp đi trái tim của cô Nhan? Mẹ nó! Đừng kích động, có lẽ là một cô gái khác thì sao? Đúng đúng đúng, nhất định là cô gái khác, một số người tu võ tự an ủi bản thân. Nụ cười của Lâm Tiêu khựng lại. Có chút lúng túng gật đầu, được rồi. La Vãn Vãn dậm chân, chị Nhan, không phải là tên kia không đến chứ. Nhan Như Ngọc liếc nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang đứng. Chặn hết tầm mắt của cô ta. Cô ta mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống được không? Được, chúng tôi nghe cô Nhan. Tất cả người tu võ ở đây đều ngồi về vị trí của mình. Nhan Như Ngọc lập tức nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi trong góc. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, đi thẳng đến chỗ Diệp Bắc Minh. Đậu má! Chu Chí Cao kích động đến mức khuôn mặt run rẩy, anh Diệp, cô Nhan đang đi về phía chúng ta sao? Mỹ nữ số một tinh đảo đang đi về phía chúng ta. Anh Diệp, anh có thấy không? Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Chu Chí Cao khẩn trương hẳn lên. Dưới ánh mắt của vô số người, Nhan Như Ngọc thật sự dừng ở trước cái bàn kia. Cái gì? Chu Chí Cao, tên nhóc nhà họ Chu kia. Mặc dù nhà họ Chu cũng có chút thực lực, nhưng Chu Chí Cao chỉ là bao cỏ thôi. Dựa vào cái gì mà hắn ta lại được hẹn cô Nhan? Chu Chí Cao ấp úng, cô Nhan, chào, chào cô. Nhan Như Ngọc gật đầu, chào cậu. Chu Chí Cao tự giới thiệu, cô Nhan, tôi tên là Chu Chí Cao, tôi là... Nhan Như Ngọc lại nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tôi đã đến rồi mà cậu lại để tôi đứng như thế sao? Diệp Bắc Minh chỉ vào cái ghế bên cạnh, cái ghế ở chỗ này, cô không tự biết ngồi sao?
Toàn bộ tinh thần lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian cứ như dừng lại vậy. Tất cả mọi người đều há to mồm, không dám tin nhìn một màn này. Chu Chí Cao mở to mắt như muốn rơi ra ngoài, hả, hả, hả. Anh Diệp, anh. La Vãn Vãn hừ lạnh một tiếng, ê, là anh hẹn chúng tôi, sao lại không lễ phép như vậy? Nhan Như Ngọc mỉm cười, được rồi, Vãn Vãn. Cô ta tiện tay kéo cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Diệp Bắc Minh. Hai người chỉ cách nhau một mét. Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Diệp Bắc Minh nhìn một cái, thậm chí có thể thấy rõ lông mi của Nhan Như Ngọc. Da thịt của cô ta đúng là không có một chút tì vết. Một nốt ruồi, một cái mụn cũng không có. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Trong sự yên tĩnh, giọng nói của Nhan Như Ngọc vang lên. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Diệp Bắc Minh mở miệng, tôi muốn đến Đại Lục Thượng Cổ, hãy giúp tôi một việc. Đám người tiếp tục ngây ra lần nữa. Tên này lại còn nói mình muốn đến Đại Lục Thượng Cổ. Mẹ nó có ai mà không muốn đến Đại Lục Thượng Cổ đâu. Tên này dựa vào cái gì? La Vãn Vãn gõ lên mặt bàn, ê ê ê, anh nhờ người ta giúp đỡ mà còn tỏ thái độ thế ư. Nhan Như Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp cậu. Diệp Bắc Minh trực tiếp bắt lấy tay Nhan Như Ngọc. Cái gì? Tất cả người thu võ ở đây đều trợn cả mắt lên. Đôi mắt Lâm Tiêu lập tức đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Nhan Như Ngọc giật mình, cậu làm gì thế? Diệp Bắc Minh viết mấy chữ vào lòng bàn tay cô ta. Nhan Như Ngọc ngây người, lại nắm chặt lấy tay Diệp Bắc Minh, cậu. Cậu nói thật ư? Diệp Bắc Minh gật đầu, cực kỳ chính xác. Nhan Như Ngọc suy nghĩ một chút, tôi có thể giúp cậu đến Đại Lục Thượng Cổ. Ngày mai là sinh nhật của tôi, nhất định cậu phải tới tham gia, nói cho tôi biết tất cả. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, sinh nhật, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cút! Nhan Như Ngọc trợn mắt một cái. Trong lòng không ngừng dao động. Câu nói vừa rồi của Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn kích thích tiếng lòng của cô ta. Được, vậy tôi đi trước. Diệp Bắc Minh suy tư một chút. Đứng dậy muốn đi. Một giọng nói lạnh lẽo mang theo sát ý cực kỳ nồng đậm vang lên, dừng lại. Tất cả người thu võ đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu bản số 1. Ngừng thở. Xem ra Lâm Tiêu muốn ra tay rồi. Điều khiến người ta bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh lại làm như không nghe thấy, cứ đi ra bên ngoài tinh thần lâu. Giọng nói của Lâm Tiêu vô cùng lạnh lùng, tên nhóc họ Diệp, tôi có mấy câu muốn hỏi cậu. Bây giờ hãy lập tức đến bàn số 1 trả lời. Anh vẫn không thèm để ý. Đám người thu võ ở đây bị dọa đến mức ngừng thở, trái tim như muốn nổ tung. Lâm Tiêu thay đổi sắc mặt, cũng không nhịn được nữa quát lên một tiếng, tên kia, cậu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh dừng bước lại, chậm rãi quay đầu, một con ruồi mà cũng dám kêu bậy. Anh bước ra một bước. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu tại bàn số 1. Trực tiếp đánh một quyền vào ngực Lâm Tiêu. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu ngay cả tư cách phản ứng cũng không có, đã bay ra ngoài giống như chó chết. Sau đó đập vào tường rầm một tiếng, lực pháp trận tản ra giống như là sóng nước. Phụt, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, cậu. Cậu không phải cảnh giới hợp nhất. Diệp Bắc Minh lộ ra một nụ cười khinh thường, chỉ như vậy thôi ư. Vậy mà còn thể hiện cái gì ở trước mặt tôi chứ? Muốn tán tỉnh phụ nữ thì phải dùng bản lĩnh của mình, đừng gây sự với tôi. Anh quát to một tiếng, hiểu chưa? Thanh âm bỗng nhiên bộc phát. Trong chốc lát, phía sau Diệp Bắc Minh giấy lên huyết khí ngập trời. Hai con huyết long, một con tổ long màu đen xuất hiện. Sát ý lạnh như băng bao phủ lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có một loại trực giác. Ngoại trừ trả lời đã hiểu ra, bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến hắn ta phải chết. Đã hiểu. Lâm Tiêu cúi đầu. Giờ phút này, sơ tâm võ đạo vô địch của hắn ta hoàn toàn sụp đổ. Diệp Bắc Minh lười giết Lâm Tiêu, người này không chết cũng sẽ bị phế đi. Anh quay người, trực tiếp rời khỏi tinh thần lâu. Một giây sau. Toàn bộ tinh thần lâu trong nháy mắt vỡ tổ. Đậu má. Kẻ này là ai? Mẹ nó, mắt của tôi, mắt của tôi. Cậu ta chỉ dùng một quyền đã đánh bại Lâm Tiêu. Ừng ực, rất nhiều người điên cuồng nuốt nước miếng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
La Vãn Vãn mở to đôi mắt đẹp, chị Nhan, em còn tưởng rằng Lâm Tiêu có thể đấu với anh ta một lần chứ. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Tiêu chẳng là cái thá gì cả. Nhan Như Ngọc lắc đầu, chị chưa bao giờ cho rằng Lâm Tiêu là đối thủ của cậu ta cả. Lời của hai người giống như là một cây đao. Đâm thật sâu vào trái tim Lâm Tiêu. Phụt! Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu trong tim, ngất đi tại chỗ. Đậu má, đậu má, đậu má. Chu Chí Cao kích động nhảy dựng lên, xông ra khỏi Tinh Thần Lâu nhanh như chớp, đại ca, chờ tôi một chút. Chu Chí Cao đuổi theo mười mấy con phố. Diệp Bắc Minh dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, cậu đi theo tôi làm cái gì? Chu Chí Cao nghẹn đến đỏ mặt, anh Diệp, à không, đại ca. Từ giờ trở đi, anh chính là đại ca của tôi. Anh muốn tôi làm gì tôi liền làm cái đó, mặc dù tôi chỉ là một tên vô dụng, nhưng mà tôi... Xấu hổ ghê. Hình như mình không có ưu điểm gì cả, khụ khụ. Đại ca, anh hãy thu nhận tôi đi. Diệp Bắc Minh đang định từ chối. Giọng nói của Đạm Đài Yêu Yêu lại vang lên trong đầu tiểu sư đệ. Một con hồ ly nhỏ xuất hiện trong không gian tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, chị Tiểu Yêu, chị, khôi phục rồi. Giọng nói của Đạm Đài Yêu Yêu rất suy yếu, vừa mới khôi phục một chút, sẽ giải thích chuyện này với em sau. Ngay vừa rồi, chị cảm nhận được một khí tức, hình như là bố mẹ của chị. Cái gì? Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình, chị Tiểu Yêu, chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, chị cũng không biết. Đạm Đài Yêu Yêu lắc đầu, lúc đầu chị đang tĩnh dưỡng trong giấc mộng, thế nhưng đột nhiên tim lại đập rộn lên. Lực lượng huyết mạch của chị dao động, chị cảm nhận được có huyết mạch người thân đang ở rất gần đây. Nhất định là cha mẹ của chị, tiểu sư đệ, cầu xin em. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, chị Tiểu Yêu, chuyện của chị cũng là chuyện của em. Nói cho em ở đâu, em sẽ đi xem một chút. Được, nó ở hướng 6 giờ của em. Đại khái là 4-5 cây số, Đạm Đài Yêu Yêu nói ra câu sau cùng, trực tiếp ngất đi. Diệp Bắc Minh quay người, đi về hướng 6 giờ. Sau khi đi qua hai con đường, anh đã đến trước một tòa nhà vô cùng nguy nga. Một giây sau, thế mà Nguyên Thiên Thần Nhãn lại chủ động mở ra, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Ở sâu trong căn nhà trước mắt thế mà lại ngưng tụ ra một tầng xương đen cực kỳ nồng đậm. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, yêu khí. Cùng lúc đó, Tinh Thần Lâu. Phong tỏa Tinh Thần Lâu, ai cũng không được phép rời đi. Một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc người, sắc mặt nghiêm túc đi tới, Tiêu, con làm sao vậy? Người này chính là chủ nhân của Thương Khung Cung, sư phụ của Lâm Tiêu. Lục Đằng. Bố. Lâm Tiêu vừa muốn mở miệng. Lục Đằng liếc mắt qua. Lâm Tiêu lập tức đổi giọng, sư phụ. Sắc mặt lão già bên cạnh vô cùng nghiêm túc, cung chủ. Gân mạch toàn thân vỡ vụn, đan điền bị hao tổn. Ông ta chậm rãi lắc đầu, phế đi rồi. Nghe thấy lời này, Lâm Tiêu tuyệt vọng gào thét, không. Hai mắt hắn ta tối sầm lại, hoàn toàn ngất đi. Đôi mắt Lục Đằng đỏ bừng, vô cùng đau lòng, Tiêu Nhi, còn yên tâm, vi sư. Giọng nói của ông ta cũng run rẩy, vi sư nhất định sẽ báo thù cho con. Một khí thế cực kỳ khủng bố quét ra ngoài. Phụt. Những võ giả có thực lực yếu kém phun ra một ngụm máu tươi. Bịch bịch, bịch bịch. Những người tu võ khác cũng không nhịn được quỳ trên mặt đất. Chỉ có một số ít người liên tục lui lại, vẻ mặt rung động nhìn Lục Đằng, cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể trở thành thần đế. Lục Đằng chuyển ánh mắt, rơi lên trên người Nhan Như Ngọc, cô Nhan, cô biết người kia, rốt cuộc cậu ta là ai? Hàn ý lạnh lẽo khóa chặt hai người. Nhan Như Ngọc lạnh lùng nói, Lục cung chủ, ông đang uy hiếp tôi sao? Lục Đằng cười lạnh, uy hiếp, không tính là thế. Việc này xảy ra bởi vì cô Nhan, tôi chỉ hỏi tên của người kia, không tính là quá đáng chứ. Ánh mắt Nhan Như Ngọc lấp lóe, ha ha, tôi sẽ tìm một chút phiền phức cho ông, ai bảo ông dám bắt nạt tôi. Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, phun ra một cái tên, Diệp Bắc Minh. Sau đó quay người đi ra khỏi Tinh Thần Lâu. Diệp Bắc Minh. À, là cậu ta. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Toàn bộ Tinh Thần Lâu đều chấn động. Ba chữ Diệp Bắc Minh này, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Chẳng lẽ là Diệp Bắc Minh đến từ đất liền? Đại trưởng lão Ngụy Trường Không của Thương Khung Cung đã chết dưới tay cậu ta,
bây giờ cậu ta lại phế bỏ Lâm Tiêu. Đây là không chết không thôi. Lão già bên cạnh tiến lên, cung chủ, bốn gia tộc thượng cổ là nhà họ Lăng, nhà họ Dạ, nhà họ Giang, nhà họ Ngạo đều bị diệt dưới tay người này. Lục Đằng cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, Tiêu Nhi đã được vô tướng thần cung chọn chúng, sẽ lập tức đến đại lục thượng cổ. Trong lòng Lục Đằng đang nhỏ máu. Vẻ mặt ông ta trở nên dữ tợn, mặc kệ cậu ta có được chiến tích như thế nào. Cũng mặc kệ cậu ta có thân phận gì. Càng mặc kệ cậu ta có chỗ dựa gì. Ra lệnh truy nã cho Lão Phu, bất kỳ người nào có tin tức về Diệp Bắc Minh đều có thể đến Thương Khung Cung nhận lấy một nửa món thần khí. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang đứng trước tòa nhà xa hoa kia. Anh còn không biết chuyện xảy ra ở Tinh Thần Lâu. Nếu có người nhìn về phía đôi mắt của Diệp Bắc Minh, nhất định sẽ phát hiện ra sâu trong đôi mắt anh phản chiếu ra một luồng yêu khí phóng lên tận trời. Yêu khí nồng nặc quá, chẳng lẽ bố mẹ của chị Tiểu Yêu ở chỗ này? Hộc hộc hộc, đại ca, chờ tôi một chút. Chu Chí Cao thở hồng hộc chạy đến, đại ca, anh chạy nhanh quá. Hả, đại ca đến phòng đấu giá nhà họ Tô làm gì? Diệp Bắc Minh nghi hoặc, nơi này là phòng đấu giá. Chu Chí Cao gật đầu, đương nhiên, nhưng mà chỗ này rất thâm sâu, những người có thể vào đây đều là nhân vật đỉnh cao. Hơn nữa nhà họ Tô có bối cảnh ở đại lục thượng cổ, tinh cung, thế lực lớn như Thương Khung Cung cũng phải nể mặt. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp đi vào trong phòng đấu giá. Quái, đại ca! Chu Chí Cao ngăn Diệp Bắc Minh lại, người không có tư cách sẽ không vào được phòng đấu giá nhà họ Tô, anh đợi tôi một chút. Nhà họ Chu tôi có chứng minh tư cách, tôi sẽ lập tức trở về lấy. Nói xong, Chu Chí Cao biến mất như một làn khói. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, liền đứng tại chỗ chờ đợi. Nơi xa, mấy ánh mắt rơi trên người Diệp Bắc Minh, sau đó nhanh chóng biến mất. Báo! Một đệ tử dồn dập xông vào Tinh Thần Lâu, cung chủ, đã phát hiện ra tung tích của Diệp Bắc Minh. Vèo! Lục Đằng lạnh lùng quay đầu, ở đâu? Tên đệ tử này bị dọa đến mức run rẩy một chút, phòng đấu giá nhà họ Tô. Giọng nói của Lục Đằng trầm xuống, gọi ba vị thái thượng trưởng lão xuất quan cho tôi, đến phòng đấu giá nhà họ Tô. Tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lục Đằng. Vẻ mặt gần như ngạt thở. Trên đường Nhan Như Ngọc trở về, một nha hoàn xông lên ngăn cản xe ngựa, tiểu thư, có chuyện lớn không tốt rồi. Trước khi rời đi, cô ta đã để lại một nha hoàn chú ý tình huống của Tinh Thần Lâu. Nhan Như Ngọc nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy? Nha hoàn nuốt nước miếng một cái, Lục Đằng cung chủ nói muốn để ba thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung xuất quan, hình như là muốn đối phó Diệp công tử. Cái gì, ba thái thượng trưởng lão? Nhan Như Ngọc và La Vãn Vãn đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhan Như Ngọc bỗng nhiên biến sắc, đều tại tôi đã đánh giá thấp lòng ghi thù của Lục Đằng. Tôi không nên nói cho ông ta biết thân phận của cậu Diệp. La Vãn Vãn cũng gấp, chị Nhan, bây giờ nên làm gì? Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, đi mời sư phụ. 15 phút sau, Chu Chí Cao cầm một tấm lệnh bài chạy tới. Đại ca, tôi lấy được rồi. Đi, tôi dẫn anh vào. Diệp Bắc Minh có quắp khóe miệng, cậu trở về chỉ để lấy cái này. Chu Chí Cao cười ha ha, đương nhiên. Chỉ cần có cái này sẽ có thể hưởng thụ đãi ngộ của khách quý. Đại ca, mời anh đi trước. Hai người đi vào cửa lớn phòng đấu giá nhà họ Tô. Lập tức bị hai lão già ngăn lại. Một người gầy như que củi, một người khác mập mạp như heo. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, phòng đấu giá này không đơn giản. Hai lão già này hiển nhiên đều là cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Cảnh giới thần chủ đỉnh phong giữ cửa, đúng là kinh khủng. Chu Chí Cao lấy lệnh bài ra lắc lắc, ha ha, lão già. Tôi có lệnh bài đây. Hai lão già lập tức cho đi. Diệp Bắc Minh vừa rời đi. Tên nhóc này có chút cổ quái, thế mà tôi lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người cậu ta. Lão già khô gầy quay đầu nhìn thoáng qua, nhăn mày lại. Lão già mập mạp cười nói, giữ cửa cho tốt vào, chỉ cần không gây sự ở bên trong thì mặc kệ. Dưới sự chỉ dẫn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, Diệp Bắc Minh đi vào một phòng đấu giá. Hơn nửa hiệp đã kết thúc. Vừa vặn đang là nghỉ ngơi giữa trận. Ở đây có ngàn vị khách, có 10 vị khách ngồi ở hàng đầu tiên. Tất cả đều đeo mặt nạ,
mặc áo choàng màu đen giống nhau. Xem ra là không muốn bị người khác biết thân phận. Trên cơ bản thì những vị khách khác đều chỉ đến xem náo nhiệt. Diệp Bắc Minh và Chu Chí Cao xuất hiện cũng không gây ra sự chú ý. Diệp Bắc Minh liếc nhìn toàn bộ sân đấu giá, nơi này là nơi yêu khí dày đặc nhất. Rất nhanh, nửa trận đấu giá sau đã bắt đầu. Trên đài đấu giá, một cái giàn giáo chậm rãi dâng lên. Một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người thon dài, trang điểm tỉ mỉ cầm một cái hộp ngọc đi ra. Bên trong tràn ngập yêu khí. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhanh chóng nói, nhóc con, vật này lại là tinh phách yêu thần. Cậu đúng là quá may mắn, lục sư tỷ của cậu chỉ cần luyện hóa nó, sẽ có thể hóa thành hình người một lần nữa. Giọng nói của Đạm Đài Yêu Yêu gần như vang lên đồng thời, tiểu sư đệ, đây là khí tức của mẹ chị, đây là khí tức của mẹ chị. Xoẹt! Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, nhìn chằm chằm lên trên bục. Chu Chí Cao cười một tiếng sâu xa, đại ca, người phụ nữ này tên là Tô Lê. Được mệnh danh là người đẹp số 2 biển thiên đảo, trên thực tế dung mạo của cô ta hoàn toàn có thể so sánh với Nhan Như Ngọc. Chỉ là bởi vì ít xuất đầu lộ diện, mọi người không biết mà thôi. Chu Chí Cao tỏ ra hèn mọn, hóa ra đại ca thích kiểu này. Trên đài, Tô Lê giơ hộp ngọc trong tay lên, mở ra tại chỗ. Một lực lượng sinh mệnh cường đại cuốn tới. Phụt 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 phụt. Mấy ngàn người ở đây đồng thời đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn vật trong hộp. Ngay cả mười mấy người hàng thứ nhất cũng vô cùng kinh ngạc, cô Tô, đây là... Tô Lê trả lời, tinh phách yêu thần. Cái gì? Xung quanh hoàn toàn chấn động. Một lão già hàng thứ nhất kích động nói bằng chất giọng khàn khàn, tinh phách yêu thần trong truyền thuyết. Nó có thể cải tử hoàn sinh. Hiệu quả có thể so sánh với thần dược, thậm chí có thể tái tạo lại thân xác. Sao nhà họ Tô lại có thể bằng lòng lấy thứ này ra đấu giá chứ? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tinh phách yêu thần trong tay Tô Lê. Kích động đến mức hô hấp như dừng lại. Tô Lê cười nhạt một tiếng, nhà họ Tô có một đạo lý thế này, vạn vật đều có giá, vạn vật đều có thể bán. Cho nên, chỉ là một tinh phách yêu thần thôi, không có gì lớn cả. Mọi người cứ việc ra giá là được. Tinh phách yêu thần, không có giá khởi điểm, hiện tại bắt đầu đấu giá. Lời này lập tức khiến xung quanh náo động. 1 tỷ đồng, 1 tỷ rưỡi, 3 tỷ, 3 tỷ 3. Trải qua 4 vòng tăng giá, tinh phách yêu thần tăng lên mức giá 3 tỷ 3 kinh khủng. Lúc này, người của Thương Khung Cung đến. Lục Đằng dẫn mười mấy người xông tới. Tinh phách yêu thần, thế mà có thứ tốt này. Một lão già kích động, cung chủ, nếu giành được vật này thì có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương của Tiêu Nhi. Lục Đằng chợt hô lên một câu, lão phu ra giá 5 tỷ. Tôi là Lục Đằng, chủ nhân của Thương Khung Cung. Mọi người cho tôi chút mặt mũi, đừng tranh giành với tôi. Lục Đằng tôi cảm ơn mọi người, nếu mọi người vẫn còn muốn tiếp tục tranh đoạt, hẳn ai cũng biết nội tình của Thương Khung Cung rồi. Lễ trước, binh theo. Giờ phút này, toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh lại. Một giây sau, chợt nổ tung. 5 tỷ. Đù má. Hay, những người vừa ra giá sôi nổi lắc đầu, lựa chọn từ bỏ. Chu Chí Cao nuốt nước miếng, mẹ nhà nó, đúng vung tiền như rác. Tô Lê mỉm cười. Lục cung chủ ra giá 5 tỷ, còn ai ra giá cao hơn không? Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, 10 tỷ. Tạch, 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 10 tỷ. Điên rồi sao? Mấy ngàn ánh mắt đồng loạt quay đầu nhìn về phía góc xó xỉnh sau cùng. Dù là 10 người đeo mặt nạ ngồi hàng đầu tiên cũng không nhịn được mà quay đầu. Nơi ánh mắt hướng về chính là Diệp Bắc Minh. Lão đại, Chu Chí Cao bị dọa đến lạnh cả người. Suýt chút nữa nằm dạp trên mặt đất, không thể lên giá bậy bạ. Sẽ chết người. Hắn ta sợ phát khóc. Đôi mắt Lục Đằng hóa thành lợi kiếm phóng ra xa, Diệp Bắc Minh, lại là cậu. Ồ, Tô Lê hơi sửng sốt, rõ ràng không ngờ có người ra giá 10 tỷ. Vị công tử này, anh chắc chắn chứ? Vèo. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, thế mà đã đứng trên đài đấu giá. To gan. Thằng kia, xuống dưới. Trong nháy mắt, bốn phía đài đấu giá xuất hiện mười mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Lê quát lớn, tất cả lui ra. Dạ, tiểu thư. Mọi người rút đi. Tô Lê nhắc nhở, vị công tử này.
Diệp Bắc Minh lại nói một câu kinh người, tiền trên người tôi không đủ, muốn bán ít đồ, gom góp đủ 10 tỷ. Tô Lê ngớ người, cái gì? Bên dưới vang lên loạt tiếng nói, thằng kia, mau xuống. Cậu đang quấy rối hả? Cậu thì có đồ gì có thể bán? Đủ giá trị 10 tỷ. Chu Chí Cao cầu xin, lão đại, tôi xin anh đó, đừng náo loạn, sẽ chết người đấy. Tô Lê cũng phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, chuẩn bị đuổi người, công tử, chớ có nói đùa. Diệp Bắc Minh lười nói lời thừa, tiện tay lấy ra một nắm đan dược chữa thương thánh phẩm 7 đan văn, tổng cộng 100 viên, giá khởi điểm 100 triệu. Cái gì? Vô số người há to miệng. Tô Lê cũng giật nảy mình. Có nằm mơ thì cô ta cũng chẳng thể ngờ, Diệp Bắc Minh thật sự đến đấu giá. Bên dưới đã bắt đầu lên giá. 200 triệu. Tôi trả 300 triệu. 300 triệu, đù, lão phu ra 500 triệu. Hiện trường trở nên nóng hừng hực, sôi nổi hơn cả nửa đầu buổi đấu giá Tô Lê vừa chủ trì. Đan dược chữa thương thánh phẩm. 7 đan văn. Cảnh giới thần chủ bị thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, một viên là có thể giải quyết. Nhìn theo một góc độ khác, loại đan dược này còn quý hiếm hơn cả tinh phách yêu thần. Chỉ dùng chưa đến một phút ngắn ngủi, 100 viên đan dược thánh phẩm đã bị một lão già ngồi hàng đầu dùng 700 triệu giành được. Tô Lê mở miệng, công tử, cái này cũng không đủ. Diệp Bắc Minh khoát tay, đan dược chăn phẩm, 8 đan văn, 100 viên. 10 viên gộp thành một tổ đấu giá, giá khởi điểm 100 triệu. Đan dược chăn phẩm, đù. Người phía dưới hoàn toàn điên cuồng. Mẹ nó, đây là đan dược chăn phẩm có 8 đan văn. Tiên sư, mấy năm cũng không gặp được thứ đồ này một lần đâu. Còn chần chờ gì nữa? Đoạt đi. Rất nhanh, 100 viên đan dược chăn phẩm bán đấu giá xong. Trong tay Diệp Bắc Minh lại có thêm vài tỷ đồng. Ngay khi ai cũng cho rằng đã đến lúc kết thúc. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, đan dược đế phẩm, 9 đan văn. 30 viên, giá khởi điểm 1 viên 100 triệu. Đù má mẹ ơi! Đan dược đế phẩm vừa ra, toàn trường lần nữa sôi trào. 10 người đeo mặt nạ hàng đầu tiên đồng loạt đứng phắt dậy, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tô Lê hoàn toàn ngây dại. Chu Chí Cao há to miệng, lão đại, anh đùa thật đấy à? Lục Đằng cũng hồ đồ, ông ta biết thực lực của Diệp Bắc Minh rất đáng sợ, lại không ngờ rằng anh còn có đan dược đế phẩm. Thứ này, dù là thương khung cung cũng chưa chắc có được 30 viên. Trên người tên này rốt cuộc có bí mật gì? Trong chớp mắt này, Lục Đằng nghĩ tới rất nhiều chuyện, làm kẻ địch với tên này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không mình nhất định sẽ gặp phải sự trả thù có tính hủy diệt. Tôi trả 200 triệu, 500 triệu, 800 triệu. 1 tỷ. Cuối cùng, một viên đế phẩm đan dược được bán ra với cái giá kinh người 1 tỷ. 30 viên đan dược đế phẩm giúp Diệp Bắc Minh điên cuồng kiếm 30 tỷ đồng. Trời ạ! Bên trong phòng đấu giá, mọi người đều hít sâu một hơi. Chỉ có mấy chục người có được đan dược đế phẩm nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh lấy ra 10 tỷ giao cho Tô Lê, Tô Tiểu Thư, 10 tỷ đủ rồi. Tinh phách yêu thần là của tôi. Tô Lê lúc này mới chợt phản ứng lại, ấy, được, hoàn thành giao nhận, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô. Đôi mắt Lục Đằng trầm xuống, thông báo cho ba vị thái thượng trưởng lão, lập tức chặn giết. Lão đại, chờ tôi với. Chu Chí Cao nhanh chóng đuổi theo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng, nhóc, hiện tại chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh là có thể giúp Lục sư tỷ của cậu khôi phục hình người. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Chân vừa bước ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô, không gian phía trước dường như đã bị sức mạnh nào đó khóa chặt. Bước lên một bước, ầm, một luồng sức mạnh ngập trời nghiền ép xuống, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại. Ầm, đường cái đằng trước phòng đấu giá nhà họ Tô trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh đất hoang vu. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người đánh nhau ở đây? Nhằm vào người trẻ tuổi họ Diệp à? Đám người tu võ đi ra ngoài theo giật nảy mình. Bọn họ nhìn về cuối đám khói bụi đầy trời. Ba bóng dáng vô cùng già nua xuất hiện. Một người mặc áo bào xanh lá. Một người mặc áo bào đen. Một người mặc áo bào tím. Đây là... Hít. Có người hít ngược một hơi khí lạnh, ba vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung. Lục Đằng gọi bọn họ đến.
Muốn giết người trẻ tuổi này sao? Người trẻ tuổi kia có lai lịch gì thế? Hình như gọi cái gì mà Diệp Bắc Minh? Chờ đã, Diệp Bắc Minh, có người chợt run lẩy bẩy. Bên trong phòng đấu giá, mọi người đều bị tinh phách yêu thần hấp dẫn. Ngay từ đầu không phát hiện ra vấn đề của tên này. Trời ạ, không phải là tên Diệp Bắc Minh đã diệt bốn gia tộc thượng cổ kia đấy chứ? Cái gì? Hóa ra là anh ta. Khắp cửa chính phòng đấu giá nhà họ Tô xôn xao. Giờ phút này, giọng Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, ba tên Ngụy Thần Đế. Ngụy Thần Đế. Diệp Bắc Minh nhìn ba lão già ở phía xa, cái gì là Ngụy Thần Đế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy tư, dưới cảnh giới thần đế, trên cảnh giới thần chủ đỉnh phong. Bởi vì phép tắc của thế giới, tại đại lục chân võ, người tu võ không thể trở thành thần đế. Chỉ có đến đại lục thượng cổ mới có thể bước một bước kia. Cảnh giới của ba lão già này đủ rồi, nhưng vì phép tắc không cho phép nên không phải thần đế chân chính. Diệp Bắc Minh gật đầu, đã hiểu. Bị ba lão già nhìn vào, Diệp Bắc Minh có cảm giác đang bị thú dữ nhìn chằm chằm. Rất nguy hiểm. Lục Đằng cũng ra khỏi phòng đấu giá, Diệp Bắc Minh, giao tinh phách yêu thần cùng tất cả đan dược và đồng tiền trên người cậu ra đây. Sau đó đi đến trước mặt Lâm Tiêu dập đầu 100 lần, lão phu có thể cân nhắc cho cậu chết nhanh gọn. Ý lạnh vô hình quét tới, nếu không, lão phu nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn cậu, để cậu hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết. Một giây sau, một giọng nói khác vang lên, Diệp công tử, chỉ cần anh không bước ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô, bọn họ sẽ không dám làm vậy với anh. Tô Lê mỉm cười đi tới. Khuôn mặt già nua của Lục Đằng đen như đít nồi, Tô tiểu thư, cô muốn nhúng tay vào ân oán giữa chúng tôi sao? Khuôn mặt Tô Lê bình tĩnh, Lục cung chủ, tôi nhúng tay đấy, ông có thể làm gì chứ? Lục Đằng nổi trận lôi đình, Tô Lê. Cô đừng tưởng rằng nhà họ Tô có bối cảnh đại lục thượng cổ thì thương khung cung chúng tôi sẽ sợ cô. Tô Lê mỉm cười, hiện giờ Diệp công tử còn đang trong phạm vi phòng đấu giá nhà họ Tô, nếu Lục cung chủ không sợ thì cứ ra tay. Cô! Lục Đằng tức giận, á khẩu không trả lời được. Quả thực, vừa rồi ba vị thái thượng trưởng lão ra tay đã khiến Diệp Bắc Minh lùi về phòng đấu giá nhà họ Tô. Bọn họ quả thực không dám ra tay. Nhưng, chỉ cần Diệp Bắc Minh dám ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô một bước, anh chắc chắn sẽ phải chết. Tô Lê không để ý tới Lục Đằng mà mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp công tử, tôi đã chuẩn bị rượu ngon trà ngon, xin mời anh qua ngồi một chút. Đôi mắt đẹp của cô ta lấp lóe, quét qua quét lại cơ thể Diệp Bắc Minh. Trên người Diệp Bắc Minh lại có đan dược đế phẩm, còn là chín đan văn. Cô ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cho nên, vì Diệp Bắc Minh mà đắc tội thương khung cung cũng chẳng tiếc. Lục Đằng nhìn chòng chọc vào Diệp Bắc Minh, giận dữ tới cực điểm, chẳng lẽ hôm nay kẻ này sẽ chạy được một kiếp sao? Hận, tôi hận. Lâm Tiêu, con trai bố, nếu hôm nay không thể báo thù được cho con, bố đã thua thiệt con quá nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, chỉ muốn xé xác anh ra. Tô Lê nhắc nhở một câu, Diệp công tử, đi thôi, chờ thêm chút nữa thì trà sẽ lạnh đấy. Chu Chí Cao toát mồ hôi hột, đại ca, uống trà nào, chúng ta uống trà đi. Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ ấy là, Diệp Bắc Minh lại bình thản trả lời, so với việc uống trà thì tôi càng thích giết người hơn. Dứt lời, anh từ từ bước ra khỏi phạm vi của nhà họ Tô. Rồi ngoắc ngón tay với thái thượng trưởng lão của thương khung cung, lên rồi chết đi. Cái gì? Tô Lê biến sắc. Ôi mẹ ơi, Chu Chí Cao ngồi phịch xuống đất. Lục Đằng khó tin nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Vui vẻ. Thật đúng là một niềm vui to lớn mà. Những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, không hổ danh là người tiêu diệt tứ đại gia tộc thượng cổ, thật dũng cảm. Chỉ dũng cảm thôi thì chưa đủ đâu, thái thượng trưởng lão của thương khung cung đâu phải ngồi chơi xơi nước. Đúng vậy, cậu ta bước ra khỏi khu vực của nhà họ Tô chẳng khác nào chịu chết. Rất nhiều người đổ dồn ánh mắt qua đó. Bọn họ cũng không đánh giá cao Diệp Bắc Minh. Lời nói của Diệp Bắc Minh đã chọc giận thái thượng trưởng lão của thương khung cung, người trẻ tuổi à, chữ chết có tổng cộng 6 nét, chắc có lẽ cậu không biết viết thế nào rồi. Ba bóng người lắc mình phút chốc đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Ba lão già kia đều vươn một bàn tay ra hướng thẳng về phía anh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trắng bệch, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động mạnh. Anh phun ra một ngụm máu.
Chu Chí Cao hét lên, đại ca. Lục Đằng nhe răng cười cợt, ha ha, oát con, cậu ngang tiếp đi chứ. Ở trước mặt thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung tôi đây, cậu không có tư cách ngông cuồng. Ông già áo xanh cười khẩy, đúng là yếu như sên, không chịu nổi một đòn. Dầm. Ông ta đưa tay lên tung ra một trường. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ như trời trồng. Anh chúng đòn bay phát ra sau rồi nện mạnh xuống mặt đất, khói bụi bay mịt mù. Chà! Không có gì hồi hộp hết. Chả phải đương nhiên còn gì. Ba thái thượng trưởng lão cùng ra tay liệu ai có thể sống sót chứ? Tôi còn tưởng Diệp Bắc Minh mạnh lắm. Cả hội trường rộ lên. Tô Lê nhíu mày thầm nghĩ, sao lại vậy? Lẽ nào tin tức mình nhận được là sai hay sao? Cậu ta không phải một mình diệt tứ đại gia tộc thượng cổ hay sao? Vậy sao giờ lại không chịu nổi một đòn thế kia, khác xa người trong truyền thuyết kia quá? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hối hả hỏi han, này nhóc, không cần tôi ra tay thật à? Cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ chết mất. Diệp Bắc Minh cắn răng truyền âm trả lời, không được, mỗi lần đều để ông ra tay hết. Điều đó đã khiến cảnh giới của tôi dậm chân tại chỗ không tăng tiến lên được, vẫn luôn dừng chân ở cảnh giới hợp nhất. Tôi phải bị thương, nhất định phải bị thương nặng. Lần trước, nhờ bị thương nên ma huyết trong cơ thể tôi mới có phản ứng. Nếu không bị thương thì chắc có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh sức mạnh trong huyết mạch được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nóng này, thế nhưng chỉ cần tôi ra tay thì có thể giết ba người này ngay lập tức. Cậu cần gì phải làm thế chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, tháp nhỏ, tin tôi sẽ không chết đâu. Tôi buộc phải thức tỉnh ma huyết. Chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể đến đại lục thượng cổ cứu mẹ. Anh hét lên. Dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người. Diệp Bắc Minh từ từ đứng lên, nhếch miệng cười, chưa ăn cơm à. Mạnh tay lên chút. Trời ơi! Cậu ta điên rồi à? Đã bị thương vậy rồi mà còn dám mạnh miệng nữa sao? Rất nhiều người há hốc mồm kính trọng anh. Cũng có vài người cười khinh khỉnh nói, vịt chết còn mạnh miệng. Ha ha! Lão già áo xanh từ từ bước đến trước mặt Diệp Bắc Minh, tung một quyền đánh bay anh. Diệp Bắc Minh bay văng ra ngoài mấy chục mét rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lão già áo đen lắc đầu, con kiến còn con ấy cần ba người chúng ta cùng ra tay à? Lão già áo tím không hờn không giận nói, Lục Đằng, chẳng phải ông quá cẩn thận rồi sao? Lục Đằng mỉm cười làm lành, hai vị thái thượng trưởng lão à, tôi cẩn thận quá rồi. Nếu biết sớm cậu ta không chịu nổi một đòn thì đã chẳng cần ba người xuất chiến. Ngay sau đó, Lục Đằng quay đầu lại, chào phúng nhìn Diệp Bắc Minh à, ở trước sức mạnh tuyệt đối mà nói. Cái gọi là mạnh miệng chỉ là một trò hề mà thôi. Mày Tô Lê càng nhíu chặt hơn, nghĩ, không đúng, theo tin tức mình nhận được, hẳn là cậu ta không phải người trơ mắt chịu chết. Cậu ta làm vậy có mục đích gì chứ, rốt cuộc là vì sao? Ánh mắt Chu Chí Cương đỏ bừng, Lục cung chủ, tôi xin ông tha cho cậu ta đi. Lục Đằng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, chỉ là tên hề nhỏ bé như con kiến, cậu không có tư cách nói chuyện với tôi. Cút! Một tiếng hét to vang lên. Chu Chí Cao bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Nhìn kìa! Mọi người nhìn theo hướng tiếng hét to kia vọng tới. Bọn họ chỉ thấy Diệp Bắc Minh từ từ đứng dậy. Cơ thể đẫm máu vỗ bùn đất dính trên người xuống. Rồi anh vui vẻ nhìn lão già áo xanh, lão già kia, không ăn cơm à? Mạnh tay lên chút coi. Cái gì? Mọi người ngơ ngác đứng nhìn. Tô Lê sợ ngây người. Đến cả Lục Đằng cũng kinh ngạc thốt lên, nhóc con, cậu không sợ chết thật à? To gan. Lão già áo xanh tối sầm mặt mày, nổi trận lôi đình. Ông ta chậm rãi bước tới chỗ Diệp Bắc Minh, giơ bàn tay năm ngón ra tóm lấy yết hầu của anh. Hai chân tách khỏi đất bằng. Một cảm giác nghẹt thở truyền tới, lan tới đầu Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khiếp hãi run rẩy nói, này nhóc, cậu điên thật rồi. Để tôi ra tay giết ông ta ngay đi. Diệp Bắc Minh lại vô cùng bình tĩnh đáp, không cần ông ra tay, tôi đã cảm nhận được một chút rồi. Cảm giác tử vong ập tới. Cùng lúc đó, trong góc tối, Nhan Như Ngọc nóng như lửa đốt nói, sư phụ, xin người ra tay giúp. Bên cạnh Nhan Như Ngọc là một bà lão trông khoảng chừng 6-70 tuổi. Bà lão tức cười nói, người như thế còn sống có ý nghĩa gì? Như Ngọc,
ta rất hiếu ký người như vậy có lý do gì cho con cứu. Nhan Như Ngọc cắn bờ môi đỏ mọng đáp. Bởi vì, cậu ta, còn một chuyện không nói cho con biết. Bà lão hừ nói, mặc kệ có chuyện gì đi chăng nữa. Lão đây sẽ không cứu tên nhóc con đó đâu, cứ để cho cậu ta chết ngắt đi. Sư phụ, Nhan Như Ngọc quỳ xuống. La Vãn Vãn cũng quỳ xuống theo, bà giúp chị Nhan với. Các con, bà lão khiếp sợ hỏi, chỉ là một người đàn ông có đáng cho con làm vậy không? Ánh mắt Nhan Như Ngọc rực lửa, đáp, sư phụ, đáng giá ạ. Con cầu xin người. Hầy, bà lão thở dài nói tiếp, được rồi, nếu các con đã xin thì lão đành ra tay thôi. Ngay lúc ấy, Diệp Bắc Minh quát to từng chữ một lên, mạnh. Tay, hơn, chút, nữa, đi. Mẹ ơi! Lão già áo xanh tức sùi bọt mép, nghiến răng nghiến lợi nói, đồ tạp chủng, cậu đúng là mạnh miệng. Không đủ sức à, cậu muốn chết phải không? Con người ông ta đỏ bừng, rít gào nói, được lắm. Lão sẽ thỏa mãn cậu. Bàn tay gầy trơ xương hung hãn khép lại. Tiếng răng rắc vang lên. Yết hầu của Diệp Bắc Minh như sắp bị bóp nát. Ngay khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông ấy. Diệp Bắc Minh cảm thấy trong máu thịt của mình sinh ra một luồng sức mạnh như muốn nghiền nát mọi thứ. Sát sư phụ, rốt cuộc tôi đã hiểu nghĩa cuối cùng của đạo tàn sát rồi. Đạo tàn sát không chỉ có suy nghĩ muốn tàn sát. Hừ lạnh một tiếng, quải trượng đầu rồng trong tay gõ xuống đất nói, đây là do cậu ta tự chuốc lấy, tôi đã định thầm mở lời cho con bé nhà họ Tô kia giúp cậu ta rồi. Thế nhưng cậu ta không biết ơn mà còn từ chối Tô Lê, hùng hổ rời khỏi buổi đấu giá. Bây giờ, tên nhóc này lại khiêu khích thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung nữa, ha ha. Phải tự mình trải nghiệm chết chóc, chỉ có trải qua cảm giác sắp bước vào cửa tử kia mới biết được cái gì mới là tàn sát. Mà đạo tàn sát lại tồn tại ngay trong đó. Ma huyết sôi trào trong máu đi. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên đưa tay lên tóm chặt lấy móng vuốt teo tóp của lão già áo xanh. Khóe miệng anh nhếch lên vẽ ra một nụ cười, vẫn chưa đủ sức đâu. Lão già áo xanh sững sờ, thằng rác rưởi kia, cậu. Á! Ông ta hét thảm. Cảnh tượng khiến người ta khiếp hãi xuất hiện. Bọn họ chỉ thấy một cảnh. Diệp Bắc Minh tóm lấy ngón út của lão già áo xanh kia, tiếng răng rắc vang lên, tay ông ta đã gãy. Rắc! Ngón áp út, gãy. Rắc! Ngón giữa, gãy. Rắc! Ngón trỏ, gãy. Rắc! Ngón cái, gãy. Năm ngón tay đang tóm lấy cổ của Diệp Bắc Minh như sắp bóp chết anh kia đã gãy. Diệp Bắc Minh gỡ từng ngón một ra rồi bẻ gãy hết chúng. Lục Đăng, Tô Lê, Nhan Như Ngọc, La Vãn Vãn và Chu Chí Cao khiếp sợ nhìn cảnh đó. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng la hét thảm thiết của lão già áo xanh kia á. Ánh mắt lão già áo xanh kia đỏ rực, dữ tợn nói, sao cậu lại có được sức mạnh đó? Không thể nào, không thể nào. Diệp Bắc Minh mỉm cười nói, tại sao lại không thể chứ? Anh tóm lấy tay lão già áo xanh rồi xé nó xuống. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Vãi trưởng! Đám người tu võ đứng hóng chuyện đồng thanh hét lớn. Tô Lê run chân, á! Cậu ta đó sao? Lục Đằng sợ run người, tại sao lại như thế? Gương mặt nhợt nhạt của Chu Chí Cao lại bừng sức sống, đại ca Châu bỏ quá. Ôi! Bà lão nọ hít một hơi, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, bật thốt, tên nhóc này. La Vãn Vãn mở miệng nói, chị Nhan, chị nhìn kia. Nhan Như Ngọc quay đầu lại thì sợ ngây người, chuyện gì vậy? Tiểu xúc sinh kia, dừng tay lại. Hai tiếng hét to lần lượt vang lên, lão già áo đen và lão già áo tím hoàn hồn lại, phẫn nộ lao tới. Lúc này, trong cơ thể Diệp Bắc Minh bùng lên một luồng khí tức đen tuyền. Trong chốc lát nó đã bao phủ cả không trung. Trời đang giữa trưa nắng chói chang bỗng chìm trong tối tăm mù mịt. Huyết long, tổ long, long hồn. Xuất hiện. Gầm gừ. Ba tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên. Lão già áo đen và lão già áo tím sững sờ, đây là cái quái gì thế? Cả hội trường náo động. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn qua khu vực ra giá của nhà họ Tô. Sao lại thế này chứ? Tiếng rồng ngâm ư. Đã xảy ra chuyện gì thế? Đi, đi xem thử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.